Kính thưa quý thầy, thưa chị Phan Bích Hằng, thưa quý anh chị, hôm nay chúng ta có một cái buổi chia sẻ về chất lượng cuộc sống sớm hơn một ngày, tức là thường định kỳ vào ngày thứ bảy, nhưng mà do chị Hằng có một số công việc thì phải đảm trách, cho nên chương trình của chúng ta được dời sang ngày thứ sáu, và rất là vui mừng hôm nay chúng tôi thấy rất là đông quý anh chị, quý thầy đến tham dự với chương trình. Và về chị Phan Bích Hằng thì chúng tôi nghĩ chúng tôi cũng không phải giới thiệu gì nhiều, và hầu hết ở đây quý thầy quý anh chị hầu như ai cũng biết. Chúng tôi nhớ một cái lời thầy của chúng tôi từng dạy với chúng tôi rằng con luôn nhớ trong cuộc sống của con ấy, những điều mà những nhân duyên mà con cảm nhận được, con biết được, con nhận thức được trong cuộc sống thì thường rất là giới hạn. Còn có những cái nhân duyên mà những cái tương quan ở trong cuộc sống vô hạn lắm, tức là có những điều mà con không có nhận biết được. Thì thầy tôi, ý của thầy tôi là muốn chúng tôi phải sửa soạn cái tâm, phải trách nhiệm, phải ý thức rằng cái mỗi lời nói, suy nghĩ, hành động của mình nó có một cái tác động ở trong cái môi trường sống của chúng ta, để lại một cái lực, một cái ảnh hưởng trong đời sống của chúng ta. Và trong tinh thần chia sẻ của cái chương trình Chất lượng cuộc sống để hiểu hơn cuộc sống, thì chúng tôi được chị Phan Bích Hằng hoan hỷ nhận lời mời và đến để chia sẻ với chúng ta một cái đề tài là cuộc sống không như chúng ta thấy. Thì xin kính mời chị. Chắc là mọi người thì cũng đọc rồi, cũng nghe nhiều rồi, cũng biết nhiều về những cái việc tôi đã làm. Thế còn những cái mà tôi biết thì chắc cũng ít người biết. Và tôi cũng rất là mong muốn với cái nhân duyên Phật Pháp Đạo Tràng Thanh Tịnh, và cái nhân duyên của tôi hỏi rằng là nhân duyên này là nhân duyên của phúc đức từ nhiều đời để lại, và cũng là một phần là sứ mạng của thế giới vô hình cho tôi. Tức là tôi biết được những cái thứ mà ai cũng muốn biết, và muốn mà không thể biết, hoặc có thì cũng rất ít người biết. Đó là những cái gì thuộc về thế giới khi chúng ta đã chết. Đấy, gọi là cuộc sống, tôi có thể dùng từ rằng là cuộc sống bên kia cái chết. Và tôi biết từ, tôi được thâm nhập vào cái cuộc sống này cũng khi mà tôi thoát khỏi cái chết để trở về với cuộc sống, tức là vào năm 1988 cho đến năm 2012 này đã là đến năm thứ 24 rồi. Thì khi đó tôi mới là một cô bé 17 tuổi. Suốt cả một cái quãng thời gian dài như vậy, ngay trong bản thân chính con người của tôi cũng có rất nhiều những cái giai đoạn nó thay đổi về nhận thức và thay đổi về sự giác ngộ. Từng thời kỳ một, thời kỳ đầu, thời kỳ thứ hai, thời kỳ thứ ba, và tôi thì tôi chưa nói đến thời kỳ cuối cùng, và bây giờ tôi đang nói đến giai đoạn và thời kỳ thứ ba để tôi giác ngộ về những cái việc mà tôi đã làm. Và mỗi một qua mỗi một thực tế của một câu chuyện, hay là qua mỗi một sự kiện hay một vụ việc, sự vụ nào đó, thì tôi lại tích lũy thêm cho mình được một chút ít kinh nghiệm, và từ những kinh nghiệm đó thì tôi mới đúc rút ra được những cái khái niệm chung. Và tôi cũng khao khát, tôi mong muốn là tôi chia sẻ được những cái đó, bởi vì thực chất ra về khoa học kỹ thuật và về các thí nghiệm khoa học, người ta cũng chỉ làm thí nghiệm vài lần, nhiều lần để người ta đúc rút ra những cái định nghĩa, những quy luật và những cái khái niệm cho chúng ta. Thế thì cái việc của tôi cũng vậy. Tôi nghĩ rằng hai mươi mấy năm làm việc như vậy, và có rất nhiều những trường hợp cứ lặp đi lặp lại. Đấy là những cái thí nghiệm, dù không cố ý nhưng cũng là những cái thí nghiệm để chúng ta đưa ra những cái kết luận. Đấy, và nó mang tính quy luật. Và hôm nay tôi cũng như bao nhiêu lần khác, tôi cũng mong muốn là tôi chia sẻ được những cái điều đó để cho các quý thầy và các quý vị đại biểu có quan tâm đến. Và cái hôm nay tôi nói là cái đối với một số người, đối với nửa bên kia thế giới là những cái đã qua, nhưng đối với tất cả chúng ta đây thì đều là những cái sắp tới. Ai cũng sinh ra một lần và rồi cũng sẽ chết đi một lần. Vì vậy cho nên sau khi chết mình như thế nào
Thì đấy là cái điều ai cũng quan tâm, và tôi cũng rất là muốn chia sẻ bằng cái kiến thức rất là khiêm tốn của bản thân tôi qua kinh nghiệm thực tế. Kiến thức này không phải học ở trường lớp, bởi vì tôi học là tôi học về kinh tế, chứ tôi không có học gì về tâm linh cả. Đấy, và những kiến thức này là những kiến thức cũng hầu như không ai dạy được, mà chỉ có là truyền nhau thôi. Bởi vì tôi hỏi có rất là nhiều vong cũng nói với tôi những câu rằng bây giờ chết rồi mới biết, chứ nếu biết thế này hồi sống đã làm tốt hơn nhiều rồi. Đấy, thế thì có những cái tâm sự của những người, nếu là những người bình thường thì như vậy, nhưng có những người đức cao đạo trọng, là có những người họ đã từng ở những cái vị trí rất là cao trong xã hội, nhưng đến khi họ chết, tức là cái sự hiểu biết về cõi âm dương và cái sự mù mờ về luật nhân quả, là họ không được xác định trong ý thức của họ ngay lúc còn sống, cho đến khi chết là họ bị rất là nặng nề. Đấy, và tôi hôm đó thì tôi giúp bác ấy, tôi bảo là bây giờ cháu thì cháu cũng rất là hay đi cầu siêu, hay là bác có đồng ý đi theo cháu không, bác bạn được đi theo cháu thì tốt quá. Và tôi bảo rằng những người bạn của cháu, cháu cứ đùa vui thế thôi, là những người ở phía sau kia kìa. Thì tôi mới chỉ ra cái chỗ khu vực các liệt sĩ vô danh, thì ở đó có một cái tấm bia rất lớn là khu vực các liệt sĩ vô danh ở nhà lao nhà tiền. Tôi chợt nhìn ra đằng trước, tôi mới chợt thấy, tôi bảo đây này, bạn của cháu ở ngoài kia kìa, bác cứ đi theo những người đó, họ là những người hy sinh mà thậm chí một dòng tên để lại trên đời cũng không có. Đấy, họ hy sinh cho lý tưởng, họ hy sinh cho công cuộc giải phóng dân tộc, và họ là những người hy sinh trước những năm 46. Đấy, những cái chết rất là vẻ vang, họ thanh thản lắm, họ đi với cháu họ vui lắm, vẫn vỗ tay hát đoàn vệ quốc quân một lần ra đi, chứ họ không nặng nề như bác. Thế nhưng mà liệu bác có được một phút giây thanh thản giống như những người kia không? Đấy, thì bác ấy đi theo tôi ra chỗ khu vực những người chiến sĩ vô danh đã chết. Thế những người đấy thì họ là rất là nhẹ nhàng, họ đi ra họ chiến đấu, họ chỉ vì mỗi một cái lý tưởng duy nhất là chiến đấu để giải phóng dân tộc và đi hoạt động cách mạng, rồi cố gắng phấn đấu. Mục đích của họ lúc bấy giờ chỉ là được thèm muốn được đứng trong đội ngũ của Đảng. Đấy, có rất 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 nhiều người có mỗi người một cái tâm sự như vậy. Và đến khi mà họ chết rồi thì cái điều mà họ cảm thấy rất là được vinh dự và họ thanh thoát nhẹ nhàng, đó là họ đã được nằm dưới đài Tổ quốc ghi công. Đấy, và họ được Tổ quốc ghi công họ và nhân dân đời đời nhớ ơn liệt sĩ, thế là đủ. Thậm chí không có một dòng tên trên bia mộ, và thậm chí con cháu đi qua mộ cũng không biết đấy là ai. Thì cái thời gian đó tôi làm việc ấy, thì tôi thấy là tức là những người đã chết trong cái trong tức là trong con mắt của tôi vẫn một cái câu các cụ nói là trần sao âm vậy. Đấy, và tôi đi ra nghĩa trang nghĩa địa, tôi lò mò tôi xem họ chết như thế nào. Và lúc bấy giờ thì đúng là trong khái niệm của tôi là ma, tức là những người đã chết rồi thì gọi là ma. Thế và tôi nhìn thấy nhiều linh hồn đúng là ma thật, sợ lắm. Họ hiện về trong cái đám quần áo mà lúc khâm liệm ấy, nó cứ lùng bùng, nó nhiều thứ, xong rồi có những người thì thậm chí quần áo vải vóc ở trên người cũng không, tức là không chút ra được khỏi đấy để cho mình thấy, nhìn thấy cái khuôn mặt. Đấy, và đi ra nghĩa trang là những cái tiếng rền rĩ nỉ non khóc lóc rầu rĩ. Và một trong những cái mà dân gian nói không sai đâu, có nghĩa là cứ họ bảo là ở gần nghĩa địa thì cứ đêm đêm đến thì nghe thấy tiếng khóc từ ở ngoài nghĩa địa vọng về, có những tiếng gào khóc. Tiếng gào khóc đấy thực sự có hay không có, đó là những tiếng gào của các linh hồn. Tức là tôi biết được những điều này chỉ từ khi mà bố tôi mất. Thì lúc đấy tôi nghĩ rằng trên cái nghĩa địa kia là có bố của mình nằm ở đó. Ví dụ tôi có lên đấy thì có ma quỷ nào thì đã có bố mình che chở rồi. Và tôi chỉ có mong muốn duy nhất là tôi biết, tôi phải được nhìn thấy bố tôi khi mất thì bố tôi như thế nào. Thì khi ra đấy thì tôi mới chứng kiến rất là nhiều, bởi vì rất là nhiều người mới chết. Chỗ này thì có một anh chết là bị ngã khi mà trèo lên mái nhà chết. Thì suốt ngày dập đầu khóc lóc, và nhìn ra lúc nào cũng thấy một cái bộ mặt tức là ủ ê não nuột. Một bên kia thì một bà chết là đi buôn bán, tức là buôn bán đồ đan lát. Rồi chỗ góc kia nữa thì là có một ông là ốm chết và bị ung thư, thì cũng gào khóc, tức là một cộng hưởng của âm thanh. Trong số đó thì có bố của tôi. Bố tôi thì không khóc, không gào, bởi vì cụ khi ốm cụ đã quy y rồi, và gia đình tôi tụng kinh cho rất nhiều đàn lễ cầu dược sư. Và đến khi cụ mất thì phải có tới gần 30 chùa
các quý thầy về là tụng kinh niệm Phật cho bố tôi trong suốt những ngày làm tang lễ đấy. Và các nhà sư cũng vậy, đi dẫn vong bố tôi về vàng rực cả một cái quãng đường, cho nên là cụ rất là bình thản, nhưng cụ vẫn nuối tiếc. Tự nhiên cô bảo: Bích Hằng ơi, con thấy chưa, mắt bố mở rồi, tức là cái linh hồn để thoát khỏi cái mộ đấy rồi, nhưng mà vẫn cứ nhìn mắt bố mở rồi. Xong mình bảo: bố ơi, chết rồi thì cái thân xác phải phân hủy chứ, tại sao mà cứ đòi là nó còn nguyên như thế được? Thì cái việc mắt mở thì có ảnh hưởng gì đến cái linh hồn của bố đâu. Nhưng bố bảo không, nhìn cái thể xác của mình thấy xót xa lắm. Thế xong tự nhiên hôm sau lại gọi tôi dậy rất sớm tinh sương, dậy bố bảo cái này. Thế hỏi: bố lại bảo con cái gì nữa đây? Thế bố bảo: chứ con ơi, con hôm nay là bụng bố vỡ rồi. Thì mình bảo: thì bố vẫn có một vết mổ ở bụng thì nó vỡ là sao? Không, nó to lên như thế này xong nó nổ rồi, nó lại vỡ. Xong bảo: thì bố có đau không, bố có làm sao không? Bố không đau. Bố không đau nhưng bố đau ở trong đầu ấy. Và bố đau trong đầu là, tức là nó nổ bụng thì nó đau đầu hay là sao? Thì bảo không phải, bố đau trong đầu vì thấy cái thân xác mình bị phân hủy ra. Đấy. Thì mỗi một ngày, mà thậm chí đến khi tôi đi nước ngoài rồi, vẫn còn sang đến tận nơi báo rằng nay cái đầu của bố nó đứt khỏi cái cổ rồi. Tức là báo từng ngày từng giờ như vậy. Thì đấy là rõ ràng là bố tôi rất là luyến ái cái thân thể của mình. Đấy. Và nhưng mà cụ khác những người khác là cụ không khóc, còn những người khác thì họ gào, họ khóc kinh khủng. Còn một cái anh mà nhất là thương nhất là một cái anh bị chết, bị tai nạn ấy. Anh ấy khóc, anh ấy gào, ngày nào cũng khóc. Và tất cả những cái âm thanh đấy, ban ngày thì chúng ta không nghe thấy đâu, nhưng mà khi ban đêm, đêm thanh cảnh vắng, tức là toàn bộ không gian nó là sự tĩnh lặng vô cùng, thì bắt đầu là những cái cộng hưởng của âm thanh, của rất nhiều cái âm thanh của linh hồn ấy. Nó không phải là hữu thanh như chúng ta đang nói với nhau, nhưng khi quá nhiều cái âm thanh đó cộng hưởng lại, tức là âm thanh của họ như những cái tần số sóng ấy, nhưng khi quá nhiều thứ nó cộng lại, nó tạo thành một cái sự rung. Và cái rung động đấy có thể đủ tạo thành một cái âm thanh mà xa xa chúng ta vẫn nghe thấy. Tôi có thắc mắc là tại sao ở những cái vùng đấy rất hay nghe thấy tiếng khóc. Và khi mà tôi chứng kiến cái chuyện đấy thì tôi mới có một cái lý giải cho mình là hóa ra là người ta nói là có tiếng khóc ở nghĩa địa, nghĩa trang là như vậy đấy. Tức là họ gào lên, họ khóc lên. Nhưng ngược lại thì ở phía đằng sau của bố tôi có một bà cụ suốt ngày cười. Bà ấy cười vui vẻ, nhai trầu, mồm đỏ tươi ra xong cười. Cười thì bà cụ này là vợ của cái ông cụ Đồ mà ngày xưa ấy, là cái cụ đấy là luôn luôn sát cánh bên tôi để giúp tôi. Tức là khi mọi người bảo tôi chết thì cụ bảo tôi không chết. Nghe hỏi sao bà cười nhiều thế? Bà bảo là nhờ ông. Đấy, tức là nhờ ông giải thoát cho bà, và bà có tư tưởng giải thoát sẵn rồi. Cho nên bà thấy chết là chuyện bình thường lắm. Nó chả có gì cả, chả việc gì phải gào khóc. Tức là cái gì mình đã làm cho đời, cho con, cho cháu, thế là xong rồi. Đấy, xong rồi, bây giờ xuống đây rồi thì chỉ có mỗi một cái việc, đó là tại sao ngu thế lại cứ phải ngồi đấy mà khóc. Đi lên chùa mà nghe kinh niệm Phật mà tu tập đi, cứ ngồi đây mà khóc làm cái gì? Tức là khóc thì mắt nó không nổ à, khóc thì bụng nó không nổ à? Xong bà lại còn nói với bố tôi là cái nhà bác này, cái gì mà cứ phải ngày nào cũng về quấy giày để báo cho con. Đấy, bác tiếc à? Đấy, thế thì bác, lúc bác còn đang ốm đau, bác bảo là như này thà chết còn hơn. Thế bây giờ bác còn tiếc à? Thì bố tôi bảo không, tại vì cháu Hằng nói với tôi là bố có thế nào bố phải báo cho con biết để con làm đề tài nghiên cứu khoa học. Đấy. Thế thì tôi bảo thế thì được. Nên là thế thì chúng ta cùng hợp tác để làm một cái đề tài. Đấy, và sau đó thì hai người đó trở thành hai cái người cộng tác, và cả làng tôi thì ai cũng bảo là cái nhà ông đấy dở hơi. Tức là bảo nhà tôi là dở hơi, trong những ngày mới mất người mới chết thì không bao giờ được lên nghĩa địa, nhưng đây ngày nào cũng thấy con cháu lên, sáng lên, chiều lên, tối lên. Tức là bất kỳ thời gian nào mà tôi cảm giác là bố tôi gọi là tôi lên. Mà tôi bỏ nhà, bỏ cửa, bỏ con cái ở nhà. Hồi đó thằng cu thứ hai mới được 2 tuổi, tôi cứ kệ nó ở Hà Nội, bà nội. Còn tôi về quê Ninh Bình, và ngày nào cũng lên mộ bố. Trong suốt một thời gian đầu cụ mất, cho đến khi 49 ngày thì cúng lễ bố về chùa. Đấy, khi mà cúng lễ xong rồi là ở quê tôi có một cái tục là dương cái cành phan lên á. Các cụ thương ai thì cành phan cứ xoay, chú để cho cành phan xoay và đổ vào người đó. Thế hôm đó tôi bảo là để ai cầm cành phan, thì mẹ tôi vốn là một người rất là thật thà. Thế bảo bà cầm, nhưng mình tôi bảo chứ nhưng mà bố yêu mẹ lắm. Thế bây giờ mẹ cầm thì bố muốn yêu mẹ bố đổ vào đâu? Vì mẹ cầm rồi thì làm sao đổ vào mẹ được, đúng không? Thế là thôi, tốt nhất là nhờ một cụ già
già trong cái hội tụng kinh ở chùa để cụ cầm hộ. Tôi bảo là bây giờ để tôi nhìn xem cái lực của người chết có thể tác động được lên cành phan ấy không. Thực ra tôi đã chứng kiến rất nhiều chuyện, tức là có những người cầm, tôi biết là họ cố tình họ lấy tay họ xoay cái cành phan, và đôi khi họ còn lợi dụng cái chuyện đó để mà công kích nhau ở trong nhà. Tôi nói với bố là bố ơi bố, bình thường thì bố rất phản đối cái chuyện đổ cành phan, thế thì hôm nay là cầu cho bố đây, thì bố thử giúp chúng con để chứng minh cái chuyện này xem như thế nào. Thì tôi thấy là đúng là cụ có đứng ở bên trên và cái cành phan cũng có rung rinh, cũng có xoay. Thế nhưng mà sau bố tôi có nói một câu là bố còn yếu lắm con ạ, chưa đủ lực để tác động, tức là cái lực chưa đủ trở thành một làn gió để mà có thể làm lay một cái lá, chứ đừng nói gì cái chuyện là có thể xoay cả một cái cành phan đấy. Đấy, tức là bố không đủ lực để bố làm chuyện đó. Và một điều nữa đó là bố yêu thương mẹ và tất cả các con, cho nên bố cũng chẳng có thể nghiêng ngả vào ai được. Và cái lúc này ấy, thì không thể phân biệt rằng ai hơn ai kém, để rồi để lại những cái nỗi buồn day dứt cho người sống. Ví dụ những cái đứa nào mà không được đổ cành phan vào thì lại bảo à hóa ra bố không yêu mình. Đấy, thì bố tôi nói như vậy. Và tôi bảo bố thử xem, bố thử tác động giúp con xem nào. Thì bố bảo xin không, bố không tác động nổi. Nhưng đến khi tôi thấy bố tôi vẫy, thì ở đó là trước ban vong của Phật Địa Tạng, và nhờ rất nhiều các cái vong, bố thử xem có tác động nổi không. Thế là khi mà bố tôi quay ra, chắc là nhờ mấy cái người kia đó, thì tự nhiên bắt đầu là tôi thấy rất nhiều các cái vong quẩn xung quanh, và bắt đầu là cành tre đấy quay. Lúc đấy tôi quay thực sự, chứ không phải là cái người cầm kia giả vờ. Và tôi bảo thôi được rồi, đưa đây cháu cầm. Thì tôi phải cầm trên tay, tôi cầm hờ trên tay như thế này. Đầu tiên thì cầm hờ để nó xoay mạnh, sau tôi dùng cái lực của mình để giữ thật chặt cái cành đó, thì bắt đầu lá trên rung. Cứ thế là rung quay bên nọ bên kia rung rinh. Và lúc đấy là sự tác động của rất nhiều linh hồn. Thế quệt, tôi quay ra tôi giải thích, tôi bảo đây là sự đùa giỡn của những linh hồn thôi. Tức là họ đến đây họ xem, họ đến đây họ dự cái ngày lễ của bố mình, và họ cố tình họ tác động. Và tôi có nói khích họ một câu, nếu muốn được các bác, các cô, các chú ở đây muốn được cúng lễ chú đáo thì phải chứng minh được rằng cái sự hiện hữu của mình và cái sự tồn tại của mình sau khi đã chết, chứ không thì bà chết là hết rồi, không còn đâu. Đấy, thì nếu mà mọi người muốn chứng minh thì hãy cùng với bố cháu là tác động cái này xem sao. Thì khi họ tác động thì người xoay rõ ràng. Thế lúc đấy tôi nói rằng à hóa ra là tất cả mọi người chứng minh được một cái điều rằng chết chưa phải là hết. Đấy, mà vẫn còn có thể tác động được, và bằng cái lực của mình. Nhưng cái sự tác động đấy có khó không? Thì tôi hỏi một cái chú. Chú chết sau bố tôi 16 ngày. Và chú ơi, cái tác động này có khó không chú? Thì chú bảo là khó lắm cháu ạ, không phải dễ đâu. Bố mày chết, bố mày sướng, còn chú khổ lắm. Bây giờ chú đau đớn lắm. Chứ bố mày là được tụng kinh niệm Phật, được quy y, rồi khi chết thì mặc áo của nhà Phật ấy, chứ nhà chùa cho, còn chú thì không có gì, cho nên bây giờ chú khổ lắm. Chú biết như bố thế này thì chú cũng nói gia đình làm như vậy, nhưng mà cháu nhắn cho ở nhà chú ấy là cũng về làm lễ tụng kinh cho chú, rồi làm như bố cháu ấy, chứ không có chú ở đây chú khổ lắm. Đấy, thế thì tu tập thì không phải ai cũng làm được. Đấy, nhưng cái việc mà chúng ta có thể mượn cái công lực của những người tu tập và nương nhờ vào cái đức tu hành của các quý thầy để mà giúp cho những người đã khuất họ bớt đau đớn, rồi họ có thể là được thanh thản, họ được giải thoát sớm, thì cái việc đó chúng ta có thể làm được và chúng ta có thể can thiệp vào được. Khi mà tôi đi xuống nghĩa trang An Lạc Viên, và một lần tôi xuống đài hóa thân Hoàn Vũ ở dưới Văn Điển, tôi chứng kiến một cái lễ thiêu, tức là người ta làm tang xong người ta xuống người ta thiêu. Thế và tôi quyết định, khi mà tôi đã chứng kiến hai lần như vậy, thì tôi quyết định là nếu là tôi sẽ cho hóa thân Hoàn Vũ, chứ tôi không bao giờ tôi chôn cất nữa. Đấy, thứ nhất là tôi kể cái câu chuyện hóa thân Hoàn Vũ. Hôm đó tôi chứng kiến một cái tang lễ của một chị tên là chị Nguyễn Thị Dung, sinh năm 1967. Thì khi tôi đến tôi thăm cái nhà tang lễ ở An Lạc Viên, một trong những cái mẫu đài hóa thân Hoàn Vũ rất hiện đại ở Quảng Ninh. Thế thì tôi đang đi thì tôi bị giật, như là giật tóc ra đằng sau ấy. Tôi bị ngửa hết cả đầu ra đằng sau, mà tôi đau hết cả đỉnh đầu, tôi không biết tại làm sao. Thế tôi quay đi quay lại. Thì tôi cũng bảo tại sao tôi lại bị giật tóc như thế này, ai giật tóc tôi. Thì tôi đi thì thật ra mọi người đều tránh xa cách tôi khoảng nửa mét, vì không ai dám đi gần, bởi vì nghĩ là họ rất là trân trọng. Mà rõ ràng có một cái giật rất là mạnh.
Thế tôi không hiểu tại sao nhỉ. Thế tôi nhìn quanh nhìn quẩn, xong cuối cùng lại có một người lại đi đằng trước kéo tôi đến cái chỗ cái lò thiêu. Thế thì khi mà đi đến cái lò thiêu thì tôi đi như là vô định, tôi không biết là ai dắt tôi, nhưng tôi cứ chạy đến cái chỗ lò thiêu đấy. Thì cái anh giám đốc ở đấy, anh ấy bảo là: "Ô, Hằng muốn xem thiêu à?" Mà em muốn. Anh bảo: "Đây anh mở cho xem này." Anh mở cái chỗ mà nó sẽ ra công đoạn cuối cùng, anh bảo: "Đây này, sau này xương nó sẽ đẩy ra đây. Đấy, còn bây giờ thì đang đốt ở trong này. Hôm nay là thiêu cái, có một cái đám thiêu lúc sáng và bây giờ một đám nữa, là hai đám. Thế thì lát nữa em cứ chờ đi, khoảng một tiếng sau thì sẽ xương nó sẽ đẩy ra phía này." Đấy, thế thì khi ấy thì tôi bắt đầu tôi mới thấy, à, trong cái quần lửa đấy thì tự nhiên tôi nhìn thấy có một người phụ nữ. Chị gào, chị khóc, chị, tức là chị đấy chính là thủ phạm mà giật tóc tôi. "Thôi cô Bích Hằng ơi, tôi xem trên băng trên đĩa tôi biết cô rồi. Tôi nhìn thấy cô, thấy cô cứu chị với, cô cứu tôi với. Xong rồi một lúc lại cô cứu con với, đau quá, nóng quá." Thế mình bảo là: "Thế lúc nãy chị ở đâu?" Bảo là: "Tôi ở trong kia." "Và sao bây giờ chị lại ra đây?" Thế bảo là: "Tại vì thấy con nó khóc, nó chạy ra đây thì chạy ra." "Và thấy chị ở trong kia, chị có thấy nóng không?" Bảo: "Không." "Ra đây với nóng à?" Bảo: "Vâng, ra đây, tôi nhìn thấy cái xác tôi bị đốt, tôi nóng quá, tôi nóng quá." "Bảo thế ở trong kia đang làm gì cho chị?" "Bảo nhà tôi đang cúng cho tôi." Thế tôi bảo: "À thế à, thế thì tại sao chị không quay vào đấy?" Không, chị bảo: "Nhưng mà vì mọi người ra đây thì tôi phải ra." Đấy, tức là về nguyên tắc khi mà đưa vào đà vào trong đấy mà đốt ấy, thì người nhà không được ra. Nhưng mà cái đứa nhỏ nó nhớ mẹ nó, tức là tự nhiên nó lon ton nó chạy và không ai để ý đến nó. Thì tôi bảo là: "Cái chỗ cúng có cách đây xa không?" Thì mọi người bảo là chỗ cúng ấy cách đây khoảng 100 mét thôi, tức là có cái nhà quàn và ở đấy có tượng Phật, mọi người đang tụng kinh niệm Phật cúng ở đó. Thế nên tôi bảo: "Thôi được rồi, để tôi đi vào trong đấy." Thì khi tôi đi vào thì tôi bảo: "Thế bây giờ như này, trong đấy người ta đang cúng rất nhiều người, vậy thì chị tên là gì?" Chị bảo: "Tôi là Nguyễn Thị Dung. Đấy, tôi sinh năm 67, tôi tuổi Đinh Mùi. Tôi có chết oan không chị? Mà tại sao lại đốt tôi? Thấy cứ tôi nóng quá, tôi nóng quá." Xong chị cứ ngồi, chị bảo là: "Cháy hết quần áo rồi, cháy hết quan tài rồi, xong cháy đến tóc nữa kìa." Thế là chị cứ gào, chị thét lên. Và hôm đấy đúng là tôi cũng như một người bị tẩu hỏa nhập ma, cứ quay cuồng với cái linh hồn của chị. Xong tôi kéo cái anh mà đệ tử của thầy Thích Viên Thành ấy, tôi bảo là: "Anh Hiện ơi, em chết mất, em như là người rứt tóc em không thể chịu nổi." Anh ấy bảo: "Thôi được rồi, để anh chỉ chú, anh giúp em." Thế là anh ấy nắm chặt tay anh vào, anh quyết chú cái gì tôi không biết, nhưng mà tôi bảo: "Nhưng mà tốt nhất là cho em rời khỏi chỗ này ngay tức khắc." Thế là khi rời khỏi thì, tức là chân tôi như vô định đưa đến cái chỗ cái nhà mà đang có tiếng chuông, tiếng mõ ấy. Thì tôi nhìn lên trời, tôi giật cả mình, tôi nhìn thấy mà trên cái băng tang đen đấy là tang lễ Nguyễn Thị Dung. Sinh năm 1967. Tôi bảo: "Thôi chết rồi, đúng cái bà này rồi." Thế khi đến đấy thì càng đến gần đấy thì thấy bà ấy càng trật tự. Khi đến nơi rồi thì bắt đầu mình bảo: "Ô chị Dung ơi, người ta đang tụng kinh niệm Phật kia kìa." Thế xong chị bảo: "Ừ đúng rồi, bà đang tụng cho chị đấy." Bà: "Ừ đúng rồi." Thế là bắt đầu bà bị cuốn hút vào cái chuyện mà người ta đang tụng, người ta đang tụng kinh, đang niệm Phật. Thế là chả thấy kêu gào, chả thấy dãy ruộng gì nữa. Xong bà: "Chị Dung ơi, thế đến đây có thấy nóng nữa không?" Bà: "Không." Thế bà: "Thế có thấy tiếc cái thân xác của mình nữa không?" Xong bảo: "Chứ không." Và thế chị chạy ra kia làm gì? Thế thì chạy ra kia thì bị nóng, và chạy về đây thì không nóng. Thế thì chị chọn con đường nào? Thế xong chị bảo: "Thế tôi ở đây, nhưng mà tôi không biết là người ta sẽ làm gì cái thân thể của tôi ở ngoài kia." Thế mình bảo là: "Người ta sẽ thiêu xong, người ta sẽ thổi hết cái bụi đó đi, cái xương của chị người ta sẽ cho ra cái chỗ công đoạn cuối cùng, đó là một là xếp xương vào trong cái bình, hoặc nếu gia đình chị muốn thì sẽ nghiền nhỏ để cho vào cái bình đem về nhà thờ. Đấy, thế thôi. Thế còn cái tâm xác của chị bây giờ là không còn có ý nghĩa nữa, chị đã mất rồi. Và rõ ràng từ nãy đến giờ tôi mới thấy hai trạng thái của chị ở ngoài kia thì chị gào, chị khóc, chị dãy giụa, chị giật tóc tôi như là đứt hết cả tóc ra. Thế xong bây giờ chị vào đây chị đã bình thản như không ấy. Vậy thì tại sao không ngồi đây mà ra đấy làm gì? Đấy, chị ra đấy để làm cái gì? Chị cứ ngồi ở đây này. Đấy, chị nghe tụng kinh, chị nghe niệm Phật thì chị thấy rất là thanh thản và chị sẽ thấy mình là được siêu thoát. Và mình chuyển đổi được cái cảnh giới, chứ không phải là ở cái cảnh giới mà thứ nhất là chị bị ung thư, chị mổ mấy lần, chị có đau không? Đau lắm chứ. Những ngày tháng nằm vật vã đau không? Rất là đau đớn. Thế thì bây giờ cái thể xác ấy đã hoàn toàn, chị thoát khỏi cái thể xác ấy, cái linh hồn chị thanh thản, chị đến đây chị ngồi, các thầy tụng kinh niệm Phật, chị không thấy đau nữa. Thế thì chị đừng bận tâm đến cái thể xác kia nữa nhé. Thế xong chị nhìn tôi, chị bảo: "Lạ thật, nhưng mà nếu mà bây giờ tôi sợ là mọi người lại không mang cái, tức là mọi người không lấy hết cái hài cốt của tôi, mọi người lại lấy một ít xong mọi người vứt đi như người ta vẫn nói." Một lúc sau tự nhiên thấy bà lại đi đâu mất.
Tức là bà lại giật mình ra. Giật mình ra thì bà bảo: ôi cô Hằng ơi, người ta đang, người ta cho vào cối, người ta nghiền tôi, tại sao lại nghiền thịt nghiền xương như thế kia. Thế xong bảo: thế bây giờ chị ở trong cái lò đấy hay là chị ở ngoài này? Mà không, tôi ở ngoài này. Thế thì cái lò đấy có nghĩa gì với chị? Thế chị có linh hồn, chị có ẩn trong những cái miếng xương kia không? Hoặc không, vào đấy để mà cháy hết à? Xong bảo: ôi thế thì tại sao đến đấy làm gì? Quay lại ngay, đi theo em, quay về chỗ cũ, ngồi nguyên đấy. Thế xong đúng vị trí ngồi vào. Bây giờ là em không thể khuyên giải chị được, mà em phải dùng áp lực với chị rồi, em phải cưỡng chế chị quay lại. Nếu mà không á, là em sẽ niệm ông thần linh thổ địa đây, bắt linh hồn của chị ném vào đây luôn, coi như xong hết ấy, thiêu cháy hết không còn gì đâu. Thế xong bà lại ngoan ngoãn, bà đi theo, bà lại về chỗ cũ bà ngồi. Khi bà ngồi chỗ cũ thì tức là lại có một chuyện, khi mà có cái cậu mới mở cái lò ra, nó bảo đến 100 lần nó mở rồi, nhưng tự nhiên hôm đấy mở. Tức là khi mà bà gào, bà khóc, bà dãy nể lên thì thằng cu này nó bảo: chị ơi chị, cái tự nhiên em bị cái, em chưa bao giờ vụng về nhưng hôm nay em bỏng, tức là cháy xém vào ngón tay cái. Thì hóa ra là cái linh hồn bà ấy, lúc đấy là tức là người ta tuyệt vọng quá thì cái dùng một cái lực rất là mạnh bà đẩy thế nào đấy mà cậu kia luống cuống làm sai được một động tác một cái, thế là thôi xém luôn một cái miếng ở ngón tay cái, tôi rất là tai hại. Thế thì lúc ấy tôi về tôi rút ra một kinh nghiệm, à hóa ra là cái sự kêu gào than khóc của những người còn sống tác động kinh khủng đến linh hồn. Nếu như ông chồng không sốt ruột chạy ra thì bà ngồi nguyên ở cái chỗ mà đang tụng kinh, hoặc nếu đứa con nhỏ nó không lon ton chạy ra thì chị vẫn ngồi nguyên ở chỗ đấy. Nhưng đến lúc mọi người lại cứ chạy ra đấy để xem như thế nào, thế là chị rời khỏi cái vị trí ngay và lại đi theo người thân ra cái chỗ kia. Tức là lúc đấy thì chị ấy giữa cái trạng thái sống và chết, chị không phân biệt được, tức là không phân biệt được là mình còn vẫn rất là lơ mơ là mình đang sống hay là mình đã chết. Và cái cảm giác đau đớn đấy chẳng qua là do chị quán tưởng thôi, tức là chị tưởng rằng là à bị đốt thì nóng lắm, nhưng trên thực chất có nóng hay không? Không nóng đấy. Và khi mà rời khỏi chỗ đấy xong là thấy hết, thì rõ ràng là cái cảm giác đấy là cảm giác không có thật, mà cái cảm giác đấy là do từ cái nhãn quan của mình đập vào mắt mình, đó là thấy cái xác của mình đang bị đốt rồi, thế thì nóng lắm. Cũng giống như là những người ở trên nghĩa địa cũng vậy, ôi nhìn thấy tự nhiên sau mắt mình nó lại nổ mất, thế rồi tự nhiên sau cái bụng mình đến lúc nó lại trương lên, nó lại nổ ra và gào khóc. Giống y như một cô bạn của tôi chết cũng vậy, suốt ngày em ơi mặt chị xinh thế này mà hôm nay nó phù hết lên rồi, ngay nào tôi cũng bị quấy rầy, mặt chị phù lên rồi, đúng là chị rất là xinh nhưng mà chị cũng bị ung thư, trong vòng có hơn một tháng là chị chết thôi, mà đến lúc chết thì trang điểm rõ là đẹp, để vào quan tài rất đẹp, và chị còn hành chồng chị đến mức là cứ nóng dạ cuồng lên, xong lại chạy xuống một hàng ngày hàng làm thế nào cho anh gặp chị một tí, bởi anh ấy chị vừa mới chết suốt ngày gặp cái gì mà gặp. Thì hóa ra là bà đấy bà không chịu được rồi, bà về và thúc bách chồng: hôm nay là chị bị xấu đi rồi, ngày mai ngày kia, xong cứ mỗi ngày về gào khóc đến nỗi cái đứa con được có hơn 2 tuổi nó cũng khóc theo, tức là cứ đến lúc chiều là khóc không ai dỗ được, và lại bế đi bệnh viện đấy. Thì chỉ đến khi nào cứ cô Hằng xuất hiện cái nín luôn. Thì chị đấy, chị thấy tôi xuất hiện cái là chị biết là có người được cầu cứu rồi, nghe được chị nói rồi, để làm gì? Ôi dồi ôi, cái móng tay sơn đẹp thế này nó rụng rồi, xong ôi cái mặt hỏng rồi, xong khóc thảm thiết, tức là rất là luyến tiếc cái thân thể của mình ấy. Thế xong có một lần có đứa em nó đến, nó thích cái khăn, nó lấy cũng về gào lên: tại sao lấy cái khăn đấy của chị? Khăn đấy của chị là khăn Hermes đấy, không được lấy của chị. Thế xong mình bảo là chị giữ để làm gì? Tức là chị bảo là không, khăn đấy là đồ hiệu để chị buộc vào cái túi này cái túi kia, không được lấy. Mình bảo nhưng mà chị chết rồi, chị có biết không? Mình bảo thôi chết rồi, thế này nay mai mà ông kia lấy vợ thì chắc còn chết nữa với bà. Có mỗi một cái khăn về mà đòi đấy là em gái của mình lấy chứ có phải ai đâu. Hai nữa là cái chuyện, thế thì chị muốn giữ mãi như thế là chị muốn làm xác ướp Ai Cập à? Đâu mà nay về kêu móng tay móng chân, mai về kêu đủ thứ đấy. Nhưng mà cái đó chị bảo là nhưng mà bây giờ em phải làm thế nào để giải thoát được cho chị không thể nào chịu được. Thế mình bảo là thôi, tối nay em lên chùa Phúc Khánh theo em đi, lên chùa Phúc Khánh nhá. Mà nhà chị thì lại có một cái rất là bảo thủ. Khi mất ấy thì cứ bảo là chị là người rất là thích ăn diện son phấn rồi chẳng bao giờ đi chùa. Thế là chị về chị cứ quyến luyến với những cái mà cuộc sống của chị vẫn sử dụng. Thế là đến lúc cúng 35 ngày cũng cúng ở nhà. Nhưng chị cứ khổ sở, chị vật vã suốt một thời gian như vậy. Nên là cái hôm ấy tôi bảo là thôi bây giờ chị lên chùa với em, chứ như này em chẳng làm ăn được gì với chị cả. Thế xong chị bảo thế thôi chị đi theo em vậy. Thế đi ra chùa thì hôm đấy may quá, ở chùa họ lại tổ chức một cái khóa tụng kinh dược sư. Thế xong bật thôi nha, ngồi yên đây, an tọa đây. Thì trên điện thoại của tôi có cái ảnh của chị. Thế tôi cứ bật tôi lần ra, tôi mở cái ảnh ra, tôi bảo đây người đẹp ngồi nguyên chỗ này. Đấy, và trong ảnh đây là người đẹp, mình đọc tên mình bảo người đẹp ngồi đây nhá. Đấy, thế là không được đi đâu. Thế xong bắt đầu chị ngồi rồi chị nghe tụng kinh từ đầu đến cuối.
Tức là cũng đấy là vì chị mà lần đầu tiên tôi cũng ngồi được một khóa kinh từ đầu đến cuối, kể từ cái khi làm cho bố. Thì đúng hôm đó là tôi ngồi từ đầu đến cuối, cho đến khi mà khi các già xong rồi, xếp hết các giá kinh vào rồi, thì chị bảo Hằng ơi, chị muốn ở đây. Đấy, chị muốn ở đây thì có phải làm lễ không? Và chị không cần phải làm lễ, mà cái tâm chị muốn là chị sẽ ở được, chứ không cứ gì chị có phải làm lễ. À, chị ra đây thì tôi mới chỉ cái chỗ ban thờ có thờ, có thờ ảnh của Thượng tọa Thích Viên Thành. Tôi bảo là chị xin với Thượng tọa là cho con được ở đây, con làm bà vãi quét chùa cũng được. Nếu mà ở đây như vậy làm bà vãi quét chùa để giữ mãi được nhan sắc, chị xem Quán Thế Âm Bồ Tát có đẹp không, ngài quá đẹp luôn. Chị cứ ở đây thì chị vẫn giữ được nhan sắc như ngài nhá. Thế còn đồ hiệu ở nhà thì bỏ đi, mặc áo nâu sồng trông như Nico Huyền Trang trong phim Biệt Động đẹp quá còn gì nữa. Cứ dỗ dành mãi. Thế là cuối cùng bà nghe xong mình bảo là thôi bây giờ có một số thứ cho em đi. Xong chị bảo ừ chị cho em thì chị về em dùng, chị còn nhìn thấy. Mình bảo ừ. Xong tiếc, xong lại xui tôi là đồ trang sức nhiều lắm em lấy đi, không nay mai anh lấy vợ lại cho vợ hai anh ấy. Thế thì tôi mới bảo chị là em không lấy, nhưng mà chị bảo không, chị cho em cái đồng hồ, cho em cái này cái kia. Tôi bảo ừ em cảm ơn chị, lấy làm kỷ niệm thì được, nhưng mà em không lấy để dùng đâu. Thế nhưng mà có một cách làm rất là tốt, đó là em bảo anh ấy đem tất cả những đấy đi bán chị nhé. Bán xong rồi đem cái tiền đấy vào xây chùa đấy, hoặc là ủng hộ cho trẻ mồ côi ở bên chùa Bồ Đề hay là mấy nơi đấy, thì như vậy là công đức cho chị đấy. Thì sau mãi sau thương lượng mãi chị cũng đồng ý, tức là chị đồng ý. Thế mà cuối cùng khi mà tôi cầm về, đúng có một cái khăn mà bà chị vẫn tiếp cho đến khi tôi về, đó khoảng ba ngày sau, thì một chuyện rất là lạ, tức là trong cái tủ nhà tôi cứ có tiếng gõ. Lại tiếng gõ, xong tôi ra tôi không biết tại sao tiếng trong tủ nhà mình gõ. Tôi tưởng là mấy thằng nhỏ nó chơi, nó trốn tìm. Nhưng mà cũng không phải, mở tung ra không thấy đâu. Lúc lên giường nằm vừa đọc sách lại thấy tiếp tục thấy có tiếng gõ. Thế xong rồi lúc ấy thì điện tắt rồi, tôi mới nhìn ra. Tôi bảo ôi dồi ôi, con mụ Bình này chị đây, lại về đây rồi, không biết là còn đòi cái gì đây. Thế xong bà lại bắt tôi là em mang cái khăn này ra hàng mã, em bảo nó làm cho chị đúng cái như thế này, nhưng mà bằng giấy. Mình bảo này, thứ nhất là em, chị cần em đốt cho chị luôn, nhưng mà chị sẽ không dùng được, chị chỉ dùng cái vô hình của nó thôi đấy. Chị cứ nghĩ rằng chị vẫn sở hữu cái khăn này, thế là đủ. Thế chị đòi em đốt đi nó phí đi. Xong chị bảo ừ phí đi mấy trăm đô đấy, nhưng mà em mang ra hàng mã làm đúng như thế này cho chị, đúng là ngày mai tôi cũng phải làm thật. Thế là cuối cùng tôi cũng đành phải nói với gia đình là thôi bây giờ phải làm cho chị một cái lễ là quy âm ấy cho chị, để chị lên chùa cho chị được thanh thoát, chứ không biết rồi bà còn sẽ nghĩ ra bà đòi cái gì nữa. Và anh thì hai đứa con nhỏ, anh cũng phải tìm người chăm con anh, bố mẹ thì già rồi, chứ không đến lúc mà lấy vợ rồi bà về bà cứ đòi thế này thì chết. Nửa đêm lại về đòi giả chồng tao đây thì gay lắm. Thế là cuối cùng sau gia đình cũng làm lễ quy âm, quy âm cho chị, và tôi cũng rất là mừng. Thì cái chuyện đấy nó qua đi được khoảng đến bây giờ là năm đó là năm 2008, thì bây giờ đã là năm 2011 rồi. Thì vừa rồi tôi lên chùa tôi thấy chị khác hẳn, tức là mặc áo tràng xong ngồi ở trong cái đàn lễ và rất là thanh thản nhẹ nhàng. Hỏi là chị ơi siêu thoát chưa, xong chị bảo là không siêu đâu. Bảo chị không siêu là vì không tu tập được hay là vì sao không siêu đâu? Bảo không, chờ bao giờ con nó lớn đã thì mới siêu, chứ bây giờ siêu thoát đi sướng lấy mình, thế còn con thì ai trông. Đấy, tức là chị vẫn nói là hàng ngày chị vẫn canh xem, canh chừng cái cô kia mà chăm con chị không đến nơi đến chốn thì không xong với chị đâu. Thế xong bà là thế thì chị về chị làm gì chị Vân nào? Chị Vân chị rất là tốt, yêu thương con chị và quyết là không đẻ nữa để chăm con chị. Thế thì chị có muốn gì? Xong chị bảo nhưng mà nói chung là chị vẫn phải canh. Đấy, tức là vẫn còn chưa hết, tức là cái lòng trần vẫn còn vẩn đục lắm. Là vẫn còn tiếc rằng là chồng làm là doanh nghiệp như thế, rồi nhà cửa rồi xe cộ rồi đầy. Và hôm vừa rồi thì tôi đến tôi nói với chị tôi rất là vui, tôi bảo bây giờ không còn gì để tiếc nữa nha. Thứ nhất là ông anh là gần chuẩn bị lên báo là phá sản rồi nhá. Thứ hai đó là phải bán ô tô đi trả lương công nhân rồi. Thế bây giờ còn gì để tiếc nữa không? Thế xong lúc ấy thì lại khác hẳn, là vừa rồi lại bảo em ạ, tất cả nó là phù du hết. Tức là bây giờ chị hiểu rồi, tất cả là phù du. Giá như chị biết hơn, chị tu tập tốt hơn, có khi chị chưa chết đâu em ạ. Đấy, là mọi thứ nó vô nghĩa lắm. Bây giờ đối với chị là anh ấy khỏe, con nó ngoan, và chị cũng đi tìm cảnh giới cho mình. Bởi vì chỉ có lên một cái cảnh giới của những người đã siêu thoát rồi thì chị mới có thể quay lại để giúp cho mọi người, và trong đó có chồng con mình. Chứ bây giờ cứ lưu luyến mãi thì cũng không giải quyết được vấn đề gì. Thì mình bảo là cuộc cách mạng nào mà làm chị thay đổi nhanh thế.
Thế chị mới nói với tôi, chị bảo là hôm vừa rồi em có nhớ là em tổ chức lễ cầu siêu cho nhà Lý không? Bảo có. Hôm đó chị theo em à, đông quá em cũng không để ý. Chị bảo chị theo em. Thế là chị mới thấy bà Thượng Dương Hoàng Hậu bao nhiêu năm trời, hàng nghìn năm rồi mà không siêu thoát nổi. Chỉ vì cái sân hận với cả Vương Phi Ỷ Lan mà bà không siêu thoát nổi. Và đến cái lễ đợt vừa rồi thì mới siêu thoát được. Và khi siêu thoát lên rồi thì lúc đấy là bà gào khóc. Tức là bà gào khóc cho cái quá khứ cả hàng ngàn năm của mình ấy. Tức là tại sao lúc đấy mình ngu muội, mình sân chấp đến thế. Đấy, và mình cứ chấp mãi, mà trong khi bà nhiếp chính thì bà ấy đã siêu từ đời nào rồi. Mà bà kia thì vẫn cứ thế, cứ nổi chìm trầm luân. Và đến khi ngồi ăn cháo thì không siêu được thì lại... Còn ai cúng lễ nữa đâu thì ngồi đi theo chúng sinh ấy. Chúng sinh là những người đấy đấy. Thì bắt đầu đi bốc cháo lá mít lá đa thì mới thấy rằng à, cuộc sống của mình xưa kia là lầu son gác tía. Đấy là khuê các như vậy, cung vàng điện ngọc, mà bây giờ phải đi ăn cháo lá mít lá đa chỉ vì trong lòng mình sân hận quá nhiều. Thế là tự nhiên bọn chị xem, bọn chị đứng bọn chị xem cái bà mặc xiêm y kia tại sao phải đi ra ăn cướp cỗ chúng sinh. Thế mới biết là bà ấy như vậy. Mình bảo trời ơi, một chữ cắn làm đê sử không đặc bao giờ, mà bây giờ biết đến Thượng Dương Hoàng Hậu em bó tay rồi đấy, em phục chị. Xong chị bảo là chị bây giờ là khác rồi, chị bây giờ chị là cái gì diệu thiện, chứ chị không phải là Kim Bình như hồi xưa nữa nhá. Em đừng có mà kiểu như là em đừng có sân hận nữa nhá. Thế và sau đó thì chị bảo với tôi rằng em nên khuyên mọi người giống chị, tức là ngộ ra như chị sớm hơn. Thế xong chị bảo với tôi là như này này em ơi, chị thấy những người chết thiêu họ sướng lắm. Đấy, chứ chị bây giờ chị còn một việc phiền em lần cuối, chị chỉ phiền em nút lần này nữa thôi. Em về em báo cho anh hộ chị. Tức là người ta bốc mộ, người ta đào ở đằng sau ấy. Khi người ta đào mộ nhà người ta sâu quá, thế là nó tụt toàn bộ cái đất ở mộ chị. Tức là tụt hết xuống, và bây giờ mộ chị là nó tụt, nó nghiêng, nó bị nứt. Nứt hết cái đá hoa cương ra rồi. Thế thì tôi bảo là có ảnh hưởng gì đến chị không? Chị bảo là không, chị thì không ảnh hưởng gì, nhưng người trần nhìn vào nó không đẹp mắt. Đấy, trông cái mộ nó siêu siêu vẹo vẹo, nó đổ như thế. Xong rồi ngày thì thần linh thổ địa đi qua bảo rằng nhà nào không chăm sóc mộ phần để thế này. Đêm người thổ địa thần linh lại đi qua lại nhắc một câu nữa, nếu mà không làm thì thổ thần thổ địa lại phạt gia đình nhà chị rằng là không chu đáo với người đã khuất. Còn đối với chị không có nghĩa lý gì nữa rồi em ạ. Thế thì mình bảo thế thì để em bảo anh ấy, thì ngày mai anh ấy ra thì anh ấy bảo là đúng em ạ, cả một cái tấm đá ấy, tự nhiên nó bị nứt ra, xong nó rơi hẳn xuống, mà mộ của chị đất nó tụt hết, nó tụt tại vì ở ngoài đó đất cát ở sông Hồng mà, cho nên là khi người ta bốc mộ thì trời nó mưa, nó cứ tụt 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 tụt, nó lấp đầy cái huyệt của cái người bốc mộ ấy, thì đương nhiên là cái đất ở mộ của chị nó tụt sang, nên là nó bị sụt mộ xuống. Và chị nói với tôi gì mọi người có biết không, bảo với anh là bốc lên xong đem thiêu cốt đi, thiêu cốt cho chị, xong rồi gửi ở chùa ấy. Thế mà cuối cùng khi gia đình làm như vậy thì bây giờ ngon lành rồi. Và chị bảo với tôi là em ạ, ở nghĩa địa xung quanh chị khổ lắm. Nay thì phải để ý là ôi trời ơi, có đứa nó trâu bò nó thả, nó bậy bạ bẩn hết lên mộ. Mai thì lại cái nhà kia nó đào mộ, tự nhiên nó động đến mộ mình. Xong lại thêm vài hôm nữa trẻ con nó nghịch, nó đập cả bia của tôi ra. Tức là chỉ câu chuyện của những người ở nghĩa địa chỉ than phiền nhau xung quanh cái mộ của mình. Và cứ khư khư giữ cái mộ. Mộ càng đẹp thì càng tiếc, ai đụng đến là bắt đầu tiếc, tiếc rẻ lắm. Thế chị bảo là chị ở chùa thì chị thấy mấy ông bà ngồi ở bình cho đấy, tức là cứ khoan thai ngồi thiền ở trong đấy thôi, chả ai động chạm gì đến, và nằm ở cái tháp cốt rồi thì có ai sờ đến nữa đâu đấy. Thế là họ thanh thản hơn chị nhiều lắm. Thế chị mới bảo với tôi là đấy em ạ, xong còn dặn với một câu ấy là giữ một cái phần mà tôi nghe thấy mà tôi giận hết cả tóc gáy lên, tức là ai đến là để ở cái ô bên cạnh chị ấy. Chị bảo là nay mai khi mua một cái ô thì chị sẽ bảo anh là chị mua thêm một cái ô nữa thật rộng ở bên cạnh, chị giữ một phần cho em. Ôi rồi em ơi, chắc tay em lạy chị. em mới sinh năm 72 thôi chị ơi, thì bây giờ chị lại giữ phần cho em sớm quá. Đấy, tức là chị bảo là đây chị giữ một phần và em mới yên ổn lắm, không có sao cả. Đấy thì vừa rồi là gia đình mua cho chị một cái hũ bằng đá màu trắng và để cốt của chị vào đấy. Thì bây giờ là chị rất là yên và rất là thanh thản. Thế vậy cho nên là đấy, sau những cái trường hợp ấy thì chính bản thân tôi là người đang rất là muốn, tâm huyết và ấp ủ là tôi sẽ làm một cái nghĩa trang. Tôi làm một cái nghĩa trang, ở trong đó thì tôi sẽ dành
tôi chia ra nhiều khu. Và cái tâm nguyện của tôi đó là tôi đi tìm, tôi thấy quá nhiều những nấm mồ vô chủ, không có ai thờ cúng, không ai trông nom, và có rất nhiều người chết vật vờ ở ngoài đường, ngoài chợ. Sau khi bị chôn, chôn một thời gian xong không có người thân chăm nom thì người ta đạp dẫm và bằng đi, bằng địa đi. Đấy, nên là tôi nghĩ rằng tôi làm một cái nghĩa trang, tôi sẽ dành một khu cho những người như vậy. Và một khu nữa đó là dành cho những cái ngôi mộ người ta di các cái dự án. Tức là khi di các dự án thì người ta cứ đem, người ta để rúi vào chỗ nọ, rúi vào chỗ kia. Đấy, làm cho những cái người đã khuất ấy, những người đấy họ không được siêu, cho nên là họ rất là đau đớn với cái phần thân thể của họ. Thì tôi rất là mong muốn tôi sẽ làm một khu tôi để cho những người như vậy. Các dự án, các ông di mộ thì đem vào đây, để đây. Đấy, và bên cạnh đó tôi sẽ xây một cái tháp cốt rất là lớn. Và ở trên đó là tượng của Đức Phật Địa Tạng. Và một cái gọi là một pho tượng Phật Địa Tạng khổng lồ. Và trong lòng của Đức Phật là những cái bậc để tôi để những cái lọ cho cốt ấy. Đấy, tôi rất là mong muốn như vậy. Thế còn xung quanh nào là khu nhà chia lô, rồi liền kề, rồi chung cư, rồi là biệt thự, rồi là xung quanh, ai muốn thích làm kiểu gì thì sẽ có những phân khu như vậy. Đấy, tôi mong muốn tôi làm được những cái điều như vậy. Nhưng mà tôi cũng có một cái tâm niệm là đầu tiên tôi sẽ khuyên mọi người, tức là tốt nhất ấy, là nên sau khi mất xong trong vòng 48-72 tiếng, đủ cái thời gian để cho linh hồn chuyển hóa. Chúng ta đừng vội quá. Tức là vội quá mà đi thiêu thì cái linh hồn chưa kịp chuyển hóa. Tức là cái năng lượng sống khi mà chết đi thì sẽ chuyển hóa thành linh hồn. Khi linh hồn chưa kịp chuyển hóa, chưa thoát khỏi cái thể xác sống mình đã đem thiêu đi rồi, thì đúng là họ thiêu thành tro bụi thật. Tức là họ không còn tồn tại gì nữa. Cho nên để trong vòng 48-72 tiếng là đủ cái thời gian để cho cái năng lượng chuyển hóa thành linh hồn. Và khi linh hồn họ thoát khỏi cái thể xác đó rồi thì không còn cảm giác gì cả. Không nóng, không đau đớn, không luyến tiếc. Đấy, không có sân si gì nữa. Thì lúc đó cái thể xác mình mang, mình thiêu đi và mình để vào một cái nơi yên tĩnh, để cho những cái linh hồn đấy người ta không phải đau đớn về cái chuyện cái phần xác của họ nữa. Giống như tôi đi tìm liệt sĩ cũng vậy thôi. Có những lúc tôi đi tôi tìm tăng võng gói đàng hoàng hình người, rõ ràng còn đầy đủ nguyên vẹn, đến lúc bốc lên mở ra toàn đất không thôi, thậm chí sờ một màu xương cũng không còn. Thế là cuối cùng lần theo lấy được vài cái cúc áo, thế rồi là lần theo rồi lấy được vài cái kỷ vật, và bốc một cái ít đất đen đấy đem về quê hương, chẳng còn một cái gì cả. Mà cuối cùng thì mất bao nhiêu công lao công sức của gia đình, không biết bao nhiêu mồ hôi, bao nhiêu nước mắt đổ xuống, rồi lại tiền của đi lại để kiếm tìm. Đấy, rất nhiều lần như vậy. Và khi mà đã ngộ ra một cái điều, tức là cái thể xác không có ý nghĩa, cái linh hồn của người ta mới là quan trọng. Tôi hỏi có những anh rõ ràng là thể xác đem về quê rồi, nhưng mà linh hồn hỏi là sao anh không về được. Anh bảo là tự nhiên bị bom bỏ, đùng một cái là chết cả tiểu đoàn đang hành quân ở trong rừng, trùng trùng điệp điệp là núi rừng, không biết đấy là xã nào, huyện nào. Cho nên là anh không định hướng được và anh không về nhà được là vì thế. Anh không định hướng được, anh không biết là nhà mình ở cái chỗ mình đang ở là chỗ nào, và từ đây xuất phát theo hướng nào thì về được gia đình. Chứ không phải là ai chết mà cũng về được nhà đâu. Thế thì tôi bảo là vậy thì cái lúc mà mọi người bốc cái cốt của anh đem về, tại sao anh không theo cái hài cốt đấy? Thì anh ấy bảo là cái lúc mà mọi người bốc hài cốt ấy thì cứ lẳng lặng bốc đi thì khác gì là bốc đám đất, bởi vì linh hồn của anh ấy đâu có phải cứ ở mãi cái nắm đất ấy đâu. Anh không phải nằm gói mãi trong cái tăng cái võng ấy đâu. Tức là anh cũng đi phiêu du đi nơi này nơi khác, anh cũng thăm đồng đội, rồi thậm chí bọn anh cũng bao giờ cũng đi tìm, cứ nghe đến đâu có tiếng chuông nhà thờ. Những người theo Thiên Chúa ấy, họ bảo theo nghe chuông nhà thờ, chuông chùa là họ thích lắm, họ phải tìm về ngay. Họ tìm đến ngay, cho nên sở dĩ như vậy, xung quanh các chùa cực kỳ nhiều vong. Tất cả các cành cây gần như chĩu, lá cây không nhiều bằng vong. Họ đến nhiều lắm. Đấy, cứ thỉnh kinh, thỉnh chuông là họ về. Thế thì các anh ấy bảo là, thì lúc đấy cầm cái nắm đất đây đi, bọn anh có biết đâu mà về. Thế à, lúc ấy tôi mới ngộ ra, hóa ra là mười mấy năm trời đi làm, bây giờ em mới ngộ ra một cái rất là giản đơn. Đó là mình không cố sống cố chết với cái nắm xương đấy, mà quan trọng là phải hướng cho các anh ấy làm sao đấy để các anh ấy được siêu thoát lên, và các anh ấy định hướng được để các anh ấy về quê hương, hoặc chí ít thì cũng đến những cái nơi ở đó có những ngôi chùa để được nghe kinh, rồi là được nghe niệm Phật. Và tôi cũng thấy rằng chúng ta xem trong Tây Du Ký, không phải người ta không có cơ sở đâu. Kể cả những cái con vật bình thường mà đi theo chân Đức Phật, nó nghe kinh, nó tu luyện, nó cũng thành tinh. Đấy, chứ không phải nói gì là vong linh của những con người. Đấy. Và khi năm 2005 tôi ngộ ra điều ấy, thì tôi là người đầu tiên lên xin đề nghị với Hòa Thượng Thích Thanh Tứ, con Bạch Hòa Thượng, là cho làm lễ cầu siêu lớn trên phạm vi toàn quốc.
Hòa thượng nói là làm sao mà làm dễ được thế hả con? Là chưa có cái tiền lệ mà con mà tính làm như thế phải mất 1 tỷ đấy con ạ. Thế không ít đâu. Thế xong rồi bảo con bạch hòa thượng con không có 1 tỷ. Bây giờ con thấy con chỉ có 50 triệu thôi. Cụ bảo 50 triệu thế thì không đủ đâu con ạ. Bây giờ xe cộ này mọi người, mà ta nghĩ rằng điểm đầu tiên xuất phát là phải làm ở Nghĩa Trang Trường Sơn. Nó mang tính quốc gia. Đấy, làm như vậy nó sẽ gây một cái tiếng vang. Và cái đó cũng là để cho mọi người người ta dễ nhận ra. Nhất là về cái ý nghĩa của cái việc làm về Phật Pháp chứ không phải mê tín dị đoan. Thế thì cụ nói với tôi như thế. Thế thì bảo nhưng mà thế thì làm sao được, con không có tiền. Và vận động anh em doanh nghiệp xong cụ cứ cười, cụ bảo cứ làm đi. Miễn là cái tâm con phát ra được thế là tốt rồi, con cứ làm đi. Thế là cụ cười cười và cuối cùng thì cụ đứng ra cụ tổ chức hết. Đấy, và tổ chức một chuyến xe khoảng 28 cái xe Hải Âu để đi vào trong Nghĩa Trang Trường Sơn. Và mấy trăm nhà sư với các bạn mà tôi chẳng biết từ lúc đấy ở đâu họ nghe đến, họ ùn ùn họ đem theo nào gạo, nào nến, nào hoa quả, nào đủ thứ. Hòa thượng dạy tôi là con cứ phát ra, mình cứ phát tâm ra thì tự nhiên là mọi người sẽ đến, con không sợ đâu. Xong hòa thượng cứ trêu, đến khi tôi lên chùa tôi bảo mai con vào Trường Sơn, hòa thượng bảo ôi thế chưa đưa 1 tỷ cho tôi đã vào Trường Sơn à? Tôi bảo con nợ hòa thượng sao con đưa. Xong cuối cùng cụ cười, cụ xoa đầu, cụ bảo ta không vào được nhưng ta cử các thầy vào và các Phật tử người ta lo hết rồi. Và thầy Thích Quảng Tùng của đoàn Phật tử Hải Phòng còn đem theo 10 con bò và 15 tấn gạo đi để làm từ thiện. Cụ dạy tôi là tức là làm cho âm nhưng làm cả cho dương nữa con ạ. Âm thì mình cầu siêu, dương thì mình phát quà từ thiện. Như vậy nó mới đầy đủ âm dương. Còn ta đã cử một đoàn lên Điện Biên rồi. Điện Biên Phủ là cái nơi cũng ghi dấu ấn của ta ở trên đấy nhiều lắm đấy. Thế là cụ bảo thôi đi đi, mạnh khỏe nhá. Thế là cả đoàn chúng tôi mới vào Trường Sơn. Và cái năm 2005 đấy là lần đầu tiên tổ chức một cái lễ cầu siêu quy mô. Và tôi rất là tiếc vì mọi người không nhìn thấy. Nhưng mà đúng là khi mà lễ cầu siêu mọi người không thể tưởng tượng được. Tức là đúng hàng binh đoàn, hàng từng binh đoàn cứ trung trung điệp điệp các anh ấy đi lên. Và lần đầu tiên có tiếng kinh, tiếng mõ, tiếng chuông và tổ chức một cách quy mô ở trong Nghĩa Trang Trường Sơn. Đấy, và từ cái năm đấy thì tôi cảm thấy, tức là khi đi cầu siêu xong về tôi cảm thấy tức là sung sướng, đúng như là Archimedes tìm ra cái định luật về lực đẩy của nước ấy. Tức là chạy nhảy quanh Nghĩa Trang Trường Sơn đi đốt nến trên từng ngôi mộ. Và đến cái ngôi mộ nào các anh cũng vui vẻ, các anh phấn khởi. Đấy, thế là tôi đi rất nhiều. Và hôm đó thì thực sự là ở Trường Sơn nó là một đêm hội của kể cả những người ở dưới âm. Và những hôm đó chúng tôi ngồi ở dưới nắng 41 độ, 42 độ ở ngoài trời. Nhưng khi chúng tôi làm lễ xong lúc đó khoảng 2 giờ chiều thì bắt đầu trời lại đổ mưa. Mưa nổ bong bóng nước ở Nghĩa Trang lên. Đấy, và chúng tôi vui lắm. Và giật hết cả bạt, gió thổi giật hết cả bạt ra. Và sau đó thì tôi bảo là bây giờ chỉ có mỗi một cái bài hát như này này. Bây giờ chọn bài Như Có Bác Hồ Trong Ngày Vui Đại Thắng cũng được. Xong có một anh là quê thành phố Hồ Chí Minh. Các anh ấy bảo thôi, các em vỗ tay cùng với bọn anh hát bài Mùa Xuân Về Trên Thành Phố Hồ Chí Minh. Thế là đúng là cả người sống người chết còn người hát hết, ai cũng hát. Mà tôi vui nhất là hôm đấy mấy quý thầy đi theo chúng tôi vỗ tay hát hồn nhiên lắm. Còn một cái sự mầu nhiệm nữa, hôm cầu siêu ở Phú Quốc cũng thế, mưa to kinh khủng, nước như là ném xuống ấy, chứ không phải là chỉ là mưa bình thường. Bà là thầy cứ yên tâm, chừng ấy con người hơn 4.000 người chết và biết bao nhiêu oan hồn nữa chết ở dưới biển, họ đi lên họ đủ làm mưa làm gió cả một vùng đấy thầy ạ. Cho nên cứ mặc kệ cho mọi người, người ta khóc trước khi thoát khỏi cái cảnh giới khổ đau này để lên một cái cảnh giới khác. Bởi vì bao nhiêu người chết bị tra tấn dã man, đóng bao nhiêu là đinh, rồi bẻ gãy răng khi mà người ta còn đang sống như vậy, rồi đánh đập, rồi đem cả dùi điện lửa nóng đủ chết bằng đốt, rồi đổ xà phòng vào mồm, nhiều thứ lắm. Thì tức là cái cảnh giới ở dưới dương trần của họ quá đau đớn. Cho nên bây giờ người ta thoát lên người ta khóc, đủ mưa gió rồi. Khi mà xe của chúng tôi đi không đi nổi bởi vì mưa nước nó to, mà cái nơi cầu siêu nó thoai thoải trên đồi này, nước nó cứ dội xuống, cảm giác như trôi cả xe của mình ấy. Thế nhưng mà chỉ trong vòng độ khoảng đến khi mà chú Trương Tấn Sang, chú đi thắp hương, người ta cầm ô che cho chú ấy, thì chú bảo là các liệt sĩ của mình ấy, còn mưa gió bao nhiêu năm ở rừng, mình đi có một tí việc gì mà phải che ô, cứ kệ thế. Thế là chú cứ đội mưa chú đi chú thắp hương. Thì chỉ độ khoảng tầm, nó mưa như chút nước xối xả, độ khoảng tầm nửa tiếng sau thì bắt đầu trời quang mây tạnh, cầu vồng lên rực rỡ. Đấy, thì đúng là cái lúc mà bắt đầu chiêu linh các liệt sĩ về yểm cúng Phật thì cầu vồng lên rực rỡ. Và xong 2 ngày làm lễ đấy, trời vô cùng là đẹp. Thì tôi bảo đúng, thực sự là cái sự nhiệm màu của Phật Pháp. Và nếu như những người hôm đó đi theo chúng tôi mà bảo là chưa bao giờ có đức tin thì đến hôm đó cũng phải tin. Đấy, bởi vì những, nhất là đêm đến mà bắc cầu từ dưới biển lên ấy, thì
ở ngoài biển là biển đen, mặt biển đen sẫm lại, và bắc một cái cây cầu trắng, giải vải trắng và các thầy làm lễ. Thế là tất cả các máy ảnh thì mới hướng ra là chụp ảnh đi, thì bắt đầu là chụp. Thế thì khi chụp thì chỉ chụp bình thường thôi, nhưng đến khi về mở ra xem thì tất cả những cái đốm sáng hình thù, có những cái ảnh thì cả một cái gia đình đang dắt tay nhau lên, hai bố mẹ dắt một đứa con đấy, còn có những cái ảnh thì lớp lớp người cứ nắm tay nhau kéo lên. Và cuối cùng của cái series ảnh đấy là có một cái bức ảnh, đó là tất cả các chiến sĩ quân giải phóng đầu đội mũ cối và ngồi thành hàng, mà đặc biệt là ngồi rất đẹp, 7 người 1, 7 người 1, đúng một tiểu đội như thế. Và đó là những hàng người cuối cùng đi lên, còn những người đi lên đằng trước là toàn có người thì gù lưng xuống là người già, còn người thì bé tí mà, thì cứ thích lần lượt đi lên đấy. Và đặc biệt là nó tạo thành những cái hạt sáng. Và sau đó thì hôm nói chuyện ở Phú Quốc là chúng tôi có cắm vào máy tính và chiếu cho tất cả mọi người nhìn thấy cái ảnh đó đấy. Còn đến khi ở Côn Đảo thì còn rõ nét hơn, tức là ở Côn Đảo ấy thì là cái bức ảnh khi chúng tôi chụp ở ngoài mặt biển tối đen đen thẫm lại ở cầu tàu 914, khi chụp ảnh thì thấy rất nhiều người lắm đi lên, và có những người có băng đen bịt mắt đấy. Và đặc biệt là có một cái ảnh ở trên đấy thì có rất nhiều cái thuyền mà có buồm, tức là có buồm. Thì bảo là ngày xưa đi tù Côn Đảo thì làm gì có thuyền buồm, nhưng hóa ra đấy là thuyền của những tên cướp biển, cũng bị chết ở ngoài biển, họ cũng vào. Và tôi nhớ rằng lúc đó có cây cầu, cái dải cầu trắng đấy, thì có một anh, một lúc đó là ở bên trung ương đoàn, anh đi đỡ cái cầu thì mọi người đã bảo cắt cầu, tức là không rút mà cắt, tức là hai tay hai bên cắt như thế này. Khi mà cắt thì tôi chụp được cái ảnh ở giữa, và rất nhiều người chụp được, thì không biết bao nhiêu linh hồn ở giữa lòng anh ấy, tức là đang đi lên trên cầu thì bị cắt xoẹt cái, thế là cuối cùng là ôm tất cả vào trong lòng đấy. Thế xong rồi đồng chí đấy sợ lắm, bảo là như thế này có sợ không, mà không, bao nhiêu linh hồn hôm nay bám lấy anh để đi lên, thế nào anh lại cũng được thăng chức, được yên tâm đi, không sao đâu, đi lên bờ ngay, mình đuổi lên, họ đang bám lấy đi lên, không được ai cắt cầu đấy. Và rất là đặc biệt trong những cái bức ảnh ở Côn Đảo ấy, thì chúng tôi phát hiện ra là có 3 người mặc áo cà sa màu vàng, thì hóa ra đấy là 3 nhà sư bị bắt tù đầy ở ngoài Côn Đảo. Thế và hôm đó 3 cụ cũng đi lên, và trên cái bức ảnh trên cùng có rất nhiều vong ấy, thì có một cái hình rất là đẹp, thì nhìn thì cũng cứ nghĩ, mọi người chỉ nghĩ là một cái hình ảnh bình thường thôi, đến cuối cùng khi sau vào máy vi tính xong rồi chúng tôi phóng to lên, thì ở trên đầu tất cả từng đoàn người đấy là đúng cái ảnh của Quán Thế Âm Bồ Tát đang đứng và cầm cái bình rót xuống như này, thấy mầu nhiệm không? Đấy là ở cầu tàu 914 đấy. Và sau đó thì tất cả những người mà những người có chứng kiến ở đấy thì không nói làm gì rồi, nhưng mà sau này thì tôi về tôi rửa ra không biết bao nhiêu bộ ảnh, thì mỗi người xin. Và cái người có một anh ở Bộ Ngoại giao, anh đấy chính là cái anh nhận ra cái hình ảnh của Đức Phật. Tức là lúc chúng tôi cứ nhìn thì chúng tôi chỉ nghĩ đây là áo nhà sư thì quá rõ rồi, nhưng mà cái ảnh Đức Phật thì không ai nhận, tức là mọi người chịu thích loáng thoáng. Nhưng cuối cùng thì anh ấy bảo là đây, bây giờ anh ấy cho vào máy vi tính, anh ấy phóng ra, anh bảo mọi người nhìn xem. Lúc đấy mọi người lại bảo chứ, ô anh chụp được cái đám mây hiện Phật ở đâu đây, tức là hình Đức Phật ở đâu đây, anh bảo là trên đầu cái ảnh ở Côn Đảo đấy chứ ở đâu đấy. Thế là cuối cùng lúc ấy mọi người mới nhìn ra thì ảnh Đức Phật, mà tức là vong thì ở dưới, xong ngài đi ở trên đầu tất cả mọi người, cái ảnh cao nhất ở trên đầu này đấy. Và sau cái hôm làm lễ ở Côn Đảo đấy, thì khi mà tôi nhìn thấy những hình ảnh như vậy, tôi chỉ nguyện mỗi một điều là con xin nguyện tất cả các chiến sĩ tử tù ở Côn Đảo, vì tôi khấn là các anh hùng liệt sĩ, và rất nhiều người ra đấy thì toàn khấn là anh hùng liệt sĩ. Và chúng tôi đã làm bằng 1000 lá cờ, tôi may 1000 lá cờ, tôi cắm vào cái cán tre dài như này, tôi cắm lên cả một cái nghĩa trang đỏ rực cờ Tổ quốc. Thì năm 2006 tôi ra là tôi đã phát nguyện là vận động xây một ngôi chùa ở đó. Hồi đó thì cái việc xây dựng nó bị cản trở rất là nhiều, nhưng bây giờ sau cái đại lễ cầu siêu này, tất cả những tử tù của Côn Đảo đã hiểu được ý nghĩa của đạo Phật, và mọi người đã hiểu được cái sự mầu nhiệm của Đức Phật. Bởi vì tất cả những cái linh hồn ở Côn Đảo mong manh lắm, đi vào đất liền thì quá xa xôi, cho nên họ cứ ẩn trong những tàn cây ngọn cỏ ở Côn Đảo đây này. Họ cần có một nơi để hồi hướng để họ được siêu thoát, và họ cần có một nơi để họ chuyển đến cảnh giới, bởi vì có rất nhiều những người ở ra Côn Đảo này bị tù, những người đấy là những người giết người không ghê tay đấy, tức là họ cũng là những cái bị tù tội bởi vì cái tội cướp bóc rồi giết người cướp của, vì thế cho nên cần để cho họ được hồi hướng.
Chỉ độ khoảng một thời gian ngắn sau là tháng 7 năm 2010 là xong toàn bộ giấy phép và bắt tay vào xây dựng. Bắt tay vào xây dựng thì vừa rồi là tháng 12 năm 2011 thì ngôi chùa ở núi Một ở Côn Đảo đã hiện lên rất là trang nghiêm, rất là tố hảo và tọa trên cái đỉnh núi Một cực kỳ là đẹp đẽ, và khi nhìn lên đấy đã thấy linh khí nguồn ngụt rồi. Và vừa rồi tổ chức lễ cầu siêu ở đấy thì tôi cũng cảm thấy đúng là bây giờ Côn Đảo không còn là Côn Đảo u út của cái nhà tù địa ngục trần gian nữa, mà đúng là Côn Đảo bây giờ trên từng bước đi, trên từng nắm đất có thể nở hoa được rồi. Và tôi cũng rất là cảm thấy rất là thanh thản khi cái hạnh nguyện của mình cho những người đã khuất, đã thành công đấy. Và tôi nghĩ rằng chắc là một thời gian sau ra đấy thế nào cũng có vài ông kiểu tướng cướp mặc áo cà sa cho mà xem. Bởi vì họ tu được mà. Trong cái cuộc tôi đi tìm mộ của bác Vũ Văn Hiếu ở ngoài Côn Đảo thì có một người mà cùng quê với cả cô Võ Thị Thắng ở Long An ấy, thì bác ấy đòi hát rồi bác ấy đòi đủ thứ, đang nằm bên cạnh. Mãi sau vừa rồi tôi ra hỏi thì bác bảo là lần đấy bác giấu, bác không dám nói. Chứ ngày xưa ấy, thành tích của bác ấy, vì sao bác được đưa ra Côn Đảo là nhờ thành tích giật dọc. Tức là thì bác cứ nói thế thôi, bác bảo nhờ thành tích giật dọc. Đấy, nhưng mà bây giờ thì bác dám, tức là thú nhận cái chuyện đó rồi. Và hôm nay là tạm biệt các cháu. Lần sau ra đây không bắt hát đàn ca tài tử nữa đâu, mà lần sau ra đây là bác cháu mình tụng kinh nhé. Đấy, thế bác gật đầu, bác bảo là lần sau ra đây bác cháu mình tụng kinh nhé. Là chúng tôi đồng ý thỏa thuận với bác là vâng, thế lần sau bọn cháu ra. Mà thực ra là đến lúc bọn tôi đi tìm bác ấy thì chúng tôi cứ chen nhau dẫm chân đứng, cả ca sĩ ấy, cải lương Thoại Mỹ rồi Ngọc Phúc rồi mọi người đứng hát. Thế bác bảo này cứ hát cho ông Hiếu nghe, đạp hết cả vào mặt tôi rồi. Tôi mới nhìn rồi, ôi chết, ở đây có một cái bác nằm ở đây mà không ai biết, không có nấm mộ. Thế chúng tôi mới dịch tránh ra. Tránh ra thì lúc ấy là chúng tôi cũng chỉ biết cắm một nén nhang lên đấy thôi. Thế xong đến tháng 7 vừa rồi khi tôi ra khởi công xây chùa thì trời nó mưa. Nó mưa nhiều, cái cát nó mới trôi dần đi. Bác mới xưng tên họ của bác như vậy. Thế lúc đó thì cũng chỉ thấy là một bãi cát thì cắm hương. Thì cái tháng 7 vừa rồi khi tôi ra cát nó trôi hết thì tôi mới thấy có một cái miếng xi măng. Tôi mới đến, tôi lật cái miếng xi măng đấy lên ngay cái chỗ thắp hương cho bác ấy. Tôi cắm cái thứ vướng vướng không cắm được hương, tôi mới bế bế ra tôi lật thì ôi trời ơi, lật cái miếng xi măng đấy lên thì thấy tên bác, cái bia vỡ một nửa nhưng vẫn còn tên, đúng cái tên mà hôm bác ấy xưng với bọn tôi đấy. Thế là bác bảo là cứ chỉ chú ý đến đồng chí Hiếu thôi, tôi là người nằm bên cạnh ông giúp đỡ ông ấy, cứ đạp hết cả lên mặt, lên đầu, lên cổ tôi này, cái cô xinh đẹp kia là cô là đứng ở cô đứng trước mặt, giữa mặt tôi đấy. Thì đúng lúc đấy là Thoại Mỹ đứng lên trên, là Thoại Mỹ giật mình lôi ra, xong bác bảo bắt đền một bài hát. Thế cuối cùng là mọi người hát hết bài này bài kia của Đảng, mà bảo bác không thích hát đền ca tài tử cơ. Thế cuối cùng may quá gãi đúng cái chỗ ngứa. Tức là đúng hai ca sĩ cải lương ngồi đấy, thế là hai ca sĩ hát, thế là người sống người chết cùng hát với nhau, vừa hát vừa khóc và rất là vui. Đấy, và đấy là cái câu chuyện mà chia sẻ với các quý vị để các quý vị thấy rằng cái thế giới âm với dương, thế giới vô hình như thế nào đấy. Và qua những câu chuyện này thì tôi cũng hy vọng rằng để chia sẻ với các quý vị để chúng ta có những cái cách ứng xử với những cái công việc, hành động, việc làm của chúng ta khi còn sống, và quan trọng nhất là chúng ta làm gì đối với những người thân của chúng ta đã mất trong cái khoảng thời gian cũng không phải là nhiều lắm. Thì xin chia sẻ với tất cả các quý vị như vậy. Và cũng hy vọng rằng một cái trong một cái thời lượng thời gian ngắn và trong một số các cái trường hợp ví dụ cụ thể thì chúng ta có thể rút ra được những cái gì đó cho bản thân của mỗi chúng ta, và chúng ta cũng tích lũy thêm được một số những cái hiểu biết về cái thế giới vô hình mà chúng ta đang rất là quan tâm. Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, kính thưa cô Văn Thị Bích Hằng cũng như tất cả quý thiền hữu tri thức ở đây, thì quý thầy cũng đã hiểu biết được cái thông tin về cô đã có trên 20 năm trong vấn đề tìm hài cốt liệt sĩ hay là các vấn đề tâm linh khác. Được biết thì cô đã quy y và pháp danh là Tuệ Đức. Pháp danh là Tuệ Đức. Xin quý vị cho một tràng pháo tay cho cô. Kính thưa cô, đứng trước những cái tai tiếng và những sai lầm do
cộng đồng đã phản ánh về cô, thì cô đã áp dụng giáo lý nhà Phật để đối trị với những căng thẳng, những cái khó khăn đó như thế nào. Xin cô hoan hỷ cho quý thầy biết và toàn thể quý thiền hữu tri thức ở đây biết. Xin cô hoan hỷ cho biết A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Đấy là một câu hỏi cũng rất là hay, và cảm ơn thầy cũng cho tôi một cái cơ hội để chia sẻ với các quý vị cái câu chuyện về tôi và về những cái khả năng đặc biệt và những cái sóng gió của những cái buổi ban đầu. Khi bắt đầu có khả năng thì tôi cũng đã từng chia sẻ với các quý vị ở trên một vài cái buổi nói chuyện, và cũng có ghi băng đĩa để phát tán ra cho mọi người cùng xem, cùng nghe và cùng chia sẻ. Và mới đây nhất thì cũng vừa mới có một cái trường hợp cũng lại là xung quanh những vấn đề đấy là thị phi, nên hôm nay cũng nhân cơ hội này để tôi chia sẻ. Thứ nhất là bao giờ ấy, đúng là những người nổi tiếng thì cũng rất là hay, đúng là nổi, và tiếng thì vừa là tai tiếng nổi tiếng là kèm tai tiếng, và chữ tài đi với chữ tai một vần. Nếu như người đầu tiên cái chữ tài của tôi đi với chữ tai, tức là bao nhiêu tai họa mà mọi người trong gia đình phải chia sẻ, phải gánh vác, và có những tai họa không thể nói ra được, thì còn sau này là những cái tai tiếng. Càng về sau tai tiếng càng nhiều và càng ở các cấp độ ngày một là nghiêm trọng hơn. Đấy, ví dụ tôi không nói đến chuyện, tức là khi mà họ đưa ra, họ đàm tiếu về những chuyện đúng sai. Đấy, bởi vì tất cả nó là thuyết tương đối, chứ không bao giờ có một cái gì tuyệt đối cả. Ngay kể cả đức tin của chúng ta, đôi khi chúng ta nói là tuyệt đối nhưng chưa chắc đã phải là tuyệt đối đâu. Thế thì trong công việc làm cũng vậy. Thì tôi cũng không luận bàn những cái chuyện, ví dụ ai có bàn bảo à tôi làm đúng trường hợp này, tôi làm sai trường hợp này, thì tôi cũng nói rằng trong hơn 20 năm làm việc và hơn 10.000 những cái trường hợp, những cái hài cốt mà tôi đã kiếm tìm, có lúc có những sự nhầm lẫn, điều đó không thể tránh khỏi. Đấy, ví dụ như tôi chia sẻ lần đầu tiên khi tôi không nói, tôi chưa nói được chuyện, thì tôi chỉ nhìn hình dáng thôi và tôi đã nhầm giữa một anh liên lạc với một bác cán bộ của sư đoàn. Chỉ vì mỗi một cái hình dung họ giống nhau, đó là mặt vuông chữ điền và râu quai nón, nhưng khác là một ông 37 tuổi, một cậu 23 tuổi thôi. Và khi đó họ chưa kịp bốc mộ về thì đã bác ơi bác đã về, bác nói rằng này, hôm nay vợ con tớ thoải mái khóc cái cậu liên lạc của tớ. Tại vì đấy là cậu liên lạc, còn tớ ở lui đấy một đoạn, đây nhìn theo này bác chỉ cho. Thế ba chỉ thì hôm sau xuống là đào bới, thì đúng là hai cái mộ cách nhau một khoảng vài bước chân thôi, mà tôi không để ý đến vì lúc đó tôi cũng chưa nói chuyện được. Thế rồi cũng có rất nhiều lần tôi bị lừa, tức là tôi bị đánh lừa. Thực ra là ở cõi âm cũng thế thôi, cũng có người thế này người thế khác, và cũng có những linh hồn, chẳng hạn người thân của chúng ta được cúng lễ và họ có tu tập thì chúng ta có thể gọi là những hương linh, hoặc những liệt sĩ thì chúng tôi gọi là những anh linh, hoặc một cái từ chung là vong, nhưng cũng có cái gọi là ma quỷ. Thì tôi phân biệt, tức là có linh hồn, có ma và có quỷ. Đấy, ma đó là những người ở trong miền Nam thì cứ hay gọi là cà trớn ấy, tức là chết lang thang, chết chợ, chết đường, hoặc là những người chết vào những cái giờ mà gần với quỷ dữ hơn là gần với các vị thánh và các vị Bồ Tát. Thì họ cũng hay trêu chọc, họ cũng hay có những cái động thái quấy quả người dương, là một trường hợp rất là điển hình. Tôi tìm một ngôi mộ, thế là bà cụ này, tự nhiên có bà cụ bảo à tôi tên là như thế này đây, nhà đấy nó có thằng đấy thế này, cháu này cháu kia ra đây xây mộ cho bà đi, nhận mộ rồi xây đi, xây ngay, xây nhanh, xây trong ngày hôm nay luôn. Tức là lần sau lại làm gấp gáp như thế. Thế thì nghe thấy nói nào gọi thằng này cháu kia rất là đúng, thì thế thì là người nhà rồi còn gì nữa. Thế là các con các cháu nghe lời bà cũng cuống cuồng lên, cũng xây, cũng đắp đàng hoàng. Khi xây đắp xong thì có một bà là cháu dâu, tức là con dâu của cụ được xây mộ, thì bà mới đòi cầm cái cuốc, bà đi bà cuốc đất. Thì tôi lại có một bà cuốc sang chỗ này này, bà lấy đất. Thế cái bà ở dưới mộ bà cũng bảo đây lấy cuốc cái mấy cái miếng cỏ ở chỗ này này để đắp lên mộ cho tôi. Thế thì khi cuốc một cái thì cụ cuốc cộc một cái, cụ cuốc thì bị cuốc bị va vào một cái vật gì đó, thế là cuối cùng là chúng tôi mới bới ra. Thì lúc đó mới thấy có một cái bia ghi tên là Nguyễn Thị Nhường, và trường hợp đó là tôi tìm ở Bình Đà năm 90, 92, 91.
thì là đến lúc thấy là Nguyễn Thị Nhường, tôi bảo ôi đây mới là bà Nhường, cả nhà mới nhào đến bảo ôi đây mới là mộ bà Nhường. Thế là bà kia bà đứng bà cười khinh khích ấy, bà bảo tôi là thím của chúng nó đấy. Nhưng mà chúng nó đi tìm bà Nhường, chúng nó có tìm tôi đâu. Đấy, mà nhà nó giàu có như thế, xây có một cái mộ thì có đáng gì. Đấy, cho nên là tôi giả vờ là bà Nhường để nó xây cho tôi, xong rồi tôi mới xui nó ra đúng mộ bà Nhường. Đấy, thế hóa ra là tôi cũng bị lừa mà con cháu cụ cũng bị lừa. Thế là hóa ra là cả nhà bảo ừ đúng rồi, ngày xưa ông mình là ông đồ, tức là làm mộ mới là cụ làm bia đầy đủ lắm. Xong cụ cười, cụ bảo có đáng gì đâu, thế bây giờ chả nhẽ xây mộ cho tao rồi chúng mày phá đi à. Đấy, đấy là một bà cụ lừa kiểu của bà cụ. Thế còn một trường hợp nữa, tôi tìm thì lại có một đứa nó nhảy ra thang đó đấy, cháu đây, cháu tên là như này, cháu tên là kia, bây giờ các cô các chú phải xây mộ cho cháu. Ừ, cháu là bà Hoàng Thị Xoay đây. À, đây đây là mộ Hoàng Thị Xoay đây. Thế mình bảo ừ thế à, vậy thì thế thôi, cả nhà cũng xây, thì lội bỉ bõm ở dưới ruộng lúa nước các thứ. Xong sau nó bảo nhưng mà thôi không xây, bốc 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 lên, bốc lên bờ. Thế là nó cứ bắt phải bốc lên bờ, bốc lên bờ. Xong nó chỉ từng mặt này, lợi làm cho bà cái này, Thảo làm cho bà cái kia, rồi thằng kia chỉ hết mọi người trong nhà. Thế xong rồi cả nhà bảo ừ thế thôi. Thế cuối cùng bốc bà lên, bốc bà lên thì thấy ngay cái cả bím của đứa bé gái. Ừ, mà bà kia thì bà cô, dù là còn chết trẻ nhưng mà bà cũng là hai mươi mấy tuổi rồi. Thế cái bím của một đứa nhỏ. Thế xong nó đứng nó cười khúc khắc khúc khích ý. Nó bảo ngày nào cũng ra cúng bà làm gì mà cháu chả biết tên cả nhà bà. Đấy, xong nó bảo cảm ơn nhá, hôm nay may mà có nhờ có con cháu nhà bà cháu mới được bốc mộ, chứ không à, để đến chờ đến bố mẹ cháu thì còn khuya. Thôi, thôi thôi, giả cháu bà cho bà đấy, thôi sướng đấy mà tìm mộ bà. Thế là nó cứ đứng trên cái mộ bốc, vừa bốc lên xong nó cười khúc khao khích ấy. Xong nó chỉ, nó bảo kia kìa, ở chỗ kia kìa, xong hỏi là thế tại sao mà bà không lên mà lại bà lại để cho nó lên. Thế nó, bà bảo chứ khổ, nó là chết ở bệnh viện, người ta đưa nó ra đây, bố mẹ nó sơ tán về đây, bây giờ bỏ đi lâu rồi. Nhưng mà nó lại xui bà, nó bảo bà ơi hôm nay ở chùa An Cư có cái lễ to lắm, bà ra đấy đi. Tức là bà cứ ra đấy ở chùa, con cháu cú ở đây bà có biết đâu. Bà cứ ra đấy đi, xong rồi mai bà về, hoặc tối bà mới về. Thế cuối cùng là ngày mai bốc mộ xong rồi, nó gọi bà về. Thì lúc đấy bốc mộ xong thì cũng hết lễ rồi. Thế là về, đấy nó lừa đấy, nó ngon lành không? Thế tự nhiên nó được bốc mộ lên trên bờ. Nhiều chuyện rất là vui. Thì tôi khi mà dư luận nói thì tôi cũng bảo là thôi cái chuyện đấy thì có ma có quỷ, đôi khi mình có ma quỷ nó lừa thì mình cũng phải chịu thôi, bởi vì mình không thể nào biết được. Thế còn những cái chuyện mà họ cứ bàn tiếu thị phi mà, thì tôi cũng cảm thấy là đúng là miệng dân thì sóng biển, và dư luận cái mà không chính thống thì nó nhanh lắm. Như năm ngoái cũng vậy, nào là tự nhiên đưa lên tin đồn là cô Phan Thị Mỹ Hằng, cô ấy bảo rằng là sập cầu bãi cháy, rồi là sập cầu Thăng Long, rồi đại lễ ngàn năm Thăng Long thất bại, rồi đủ thứ trên đời. Đại tướng Võ Nguyên Giáp sẽ chết vào dịp đại lễ ngàn năm Thăng Long. Thì cả nhà đại tướng thì rất là kiểu ngạc nhiên ấy, bởi vì tôi đi về với gia đình và các anh các chị, mấy anh chị em quý nhau như anh em ấy. Và đại tướng cũng là người dạy cho tôi, tức là ngày xưa khi tôi mới có khả năng thì tôi bắt đầu đi học vào đại học. Nhưng mà lúc đó tôi bị choáng ngợp bởi cái hào quang, và tôi nghĩ rằng tôi giỏi như thế này, suốt ngày ô tô đưa rước như thế này, việc gì phải đi học làm gì. Đấy, thế là tôi định bỏ học đại học. Thế xong khi tôi lên tôi gặp bác, thì mẹ tôi không buồn lắm, mẹ tôi không biết làm thế nào. Mẹ tôi bảo là thôi lên gặp bác Võ Nguyên Giáp. Thì bác nói với tôi là cháu là một thiên tài, cái đó là trời cho cháu. Thế nhưng cháu phải phấn đấu trở thành một nhân tài, mà cái nhân tài là tự mình phải rèn luyện, cho nên cháu phải đi học tiếp. Bác dắt tôi vào, bác chỉ lên trên ngay đầu giường của bác, bảo đây đây, bác sẽ lấy xuống cho cháu xem cái này. Thì là bác lấy một cái tờ giấy ép plastic, thì tôi mới thấy ở trong đó có một cái chữ nhẫn. Đấy, thì bác bảo đây là chữ nhẫn. Đấy, rồi đây là chữ tâm này, đây là con dao đâm xuống này, như người bác giải thích cho tôi. Đấy, và bác ấy nói với tôi là bác đọc cho cháu bài thơ này nhé, cháu phải nghe. Thế xong bác đọc bài thơ là có khi nhẫn để yêu thương, có khi nhẫn để tìm đường lo toan, có khi nhẫn để vẹn toàn, có khi nhẫn để tránh tàn hại nhau. Đấy, cho nên bác luôn tâm niệm cái chữ nhẫn này, bác tặng cháu một chữ. Từ đó là tôi bắt đầu tôi tâm niệm hai điều bác dạy. Thứ nhất là mình phải học hành để trở thành nhân tài. Thứ hai là mình phải học chữ nhẫn. Đấy là bài học đầu tiên, không phải là quý thầy nào dạy cả, mà chính là bác Võ Nguyên Giáp dạy tôi về chữ nhẫn. Cho nên sau này trước bất kỳ một cái luồng dư luận nào, việc đầu tiên là có khi nhẫn để tránh tàn hại nhau.
Tức là dù người ta có bốc lửa bỏ bàn tay mình nhưng mình cố nhẫn một chút. Chứ còn nếu là người khác thì sẽ có những cái phản ứng đôi khi là manh động, là tiêu cực, hoặc là dù sao ai bảo mày nói như thế này thế kia, tao sẽ làm cho ra nhẽ thế này thế kia. Nhưng đối với tôi, phản ứng của tôi không bao giờ như vậy. Việc đầu tiên ấy là im lặng, là việc đầu tiên là tôi im lặng đấy, và tôi theo dõi động thái xem người ta muốn làm gì mình đấy, và những cái kia để nhằm mục đích gì đấy. Chứ năm ngoái cũng thế thôi, rất nhiều người đến chất vấn tôi rằng tại sao không lên tiếng, tại sao không trả lời báo chí. Tôi bảo là tôi rất cảm ơn các nhà báo hoặc cảm ơn các cơ quan truyền thông, nhưng mà nếu những người có tri thức, có hiểu biết thì sẽ hiểu ngay được rằng một người như tôi không bao giờ hồ đồ nói ra những điều như vậy. Và cho đến lúc mà cái tin đồn càng ngày càng lan ra, càng gây hoang mang, và chính những người thân trong gia đình tôi là bị tra tấn khổ nhất, tôi cũng nghĩ là quá nhiều người hoang mang khi đại lễ đến gần, để tôi bị buộc tôi phải trả lời các cơ quan thông tin truyền thông. Còn một chuyện nữa mà tôi cũng là nạn nhân, tức là có một thời rất nhiều người giả danh là Phan Thị Bích Hằng. Họ nói là có văn phòng đại diện ở khắp mọi nơi. Và ngay ở Hà Tĩnh cũng vậy, họ còn thu 2 triệu đồng một người là trường hợp tìm mộ bình thường, và 1 triệu để tìm mộ liệt sĩ. Đấy, thì ngay cả quê Ninh Bình của tôi cũng có người giả danh là Phan Thị Bích Hằng. Lại còn hợp đồng là nếu tìm được mộ thì lấy 15 triệu một trường hợp. Đấy, và đưa trước 10 triệu, còn khi nào tìm thấy tạ nốt 5 triệu rồi về. Thế thì tôi nghe thấy thế thì tôi cũng rất là buồn, và tôi có báo cho Sở Công an Ninh Bình là điều tra giúp cho em cái vụ đấy. Bởi vì em, thứ nhất ấy, em rất tự hào là bao nhiêu năm đi làm việc chưa bao giờ em mặc cả một xu đối với tất cả những người mà em giúp. Em cứ làm như không làm, và không làm cũng như làm, có nghĩa là làm việc của người ta cũng đúng như việc của mình, không hề có một cái ý niệm về cái chuyện lợi lạc vật chất ở đây. Tôi lại đủ một cái nét đấy, tôi cứ làm thôi. Thế còn mọi người nếu mà cho tôi, mà giúp tôi hoặc là cảm ơn tôi, những người có điều kiện kinh tế thì thôi, những cái đó là những cái người ta trả ơn. Giống như chú Bùi Xuân Nhật trước đây chú nói với tôi ấy, chú chỉ cho cháu có 200.000 thôi, cháu giúp cho nhà chú một việc vô giá, nhưng cháu là sinh viên, chú cho cháu 200.000. Hồi đó chú còn là ở bên Tổng cục Du lịch, cháu không cầm thì cả đời cô chú nợ cháu, cả đời cô chú mang cái món nợ này. Cho nên đây chỉ là một hiển thị một chút tấm lòng thì cháu hãy cầm lấy cho cô chú vui. Và 200.000 này cháu mua rất là nhiều, được rất nhiều sách vở để cháu đi học. Hồi đó là năm 91, 90 gì đó, tôi cũng không nhớ rõ lắm. Thì cháu cứ cầm lấy. Nếu cháu không cầm, cháu không nhận sự cảm ơn của người ta, rõ ràng cháu gieo cho người ta cái món nợ suốt đời. Đấy, người ta được một chút ít gì để trả ơn cháu, người ta cũng cảm thấy thoải mái. Cho nên cháu cứ cầm lấy giúp chú đi. Và tôi thấy câu nói đấy là đúng. Nhưng mà sau đó thì dư luận họ đồn, họ bảo là thứ nhất, cô Hằng này phải rất là tốn tiền, phải 10 triệu, 15 triệu rồi 30 triệu triệu thì mới có thể đi tìm được. Thứ hai nữa là cô ấy chỉ đi làm cho các VIP rồi các đại gia thôi. Có người bảo tôi là cô Bích Hằng này giàu lắm, cho nên là cần gì phải đi làm cái nọ, làm cái kia, làm ABC. Tức là đồn rất là kinh khủng. Nhưng mà tôi cũng không phản ứng một cách tiêu cực. Và cái phản ứng rất tích cực của tôi đó là vâng, chả lẽ ngoại cảm mà không có quyền có một cuộc sống đầy đủ vật chất à? Đấy. Và chồng tôi là người có học có hành, làm kinh doanh, cũng va chạm với thương trường, cũng rất là chịu khó làm ăn. Hai gia đình nhà tôi cơ bản như thế, không lẽ tôi không có một cuộc sống như mọi người bình thường à? Cứ bắt tôi phải khổ sở thì mới là ngoại cảm, chứ còn nếu mà trông có vẻ đầy đủ một tí, sung sướng một tí thì không phải là ngoại cảm à? Đúng không? Và những cái giá trị vật chất đấy nó không đánh giá về giá trị công việc mà tôi làm. Đấy, hoàn toàn nó không phản ánh cái giá trị công việc. Cái mà tôi mang đến, đúng như mọi người nói, cái đó là cái vô giá, và tôi không bao giờ tôi đặt thành vấn đề. Và sau khi năm 2002 thì khi đi tìm liệt sĩ ở Tây Nguyên, thực sự ra chúng tôi quá khổ. Quá khổ về cái chuyện tức là không có tiền, và chúng tôi tổ chức một cái đội để đi đào mộ các liệt sĩ ở trong rừng về. Thì tự nhiên tôi mới đi, tôi vận động mọi người, thì có một chú là con liệt sĩ, chú làm chủ tịch một cái tập đoàn xây dựng rất là lớn. Chú bảo là này, cháu lập lên một cái quỹ đi, để mọi người, mỗi người có tiền thì bỏ vào cái quỹ đấy để giúp chứ. Bây giờ cháu là làm ở trường học, lương giáo viên thì không đáng bao nhiêu, mà chồng cháu thì làm sao nhiều tiền bằng thiên hạ. Thế bây giờ cháu phải quyên góp để có quỹ, để chú cũng gửi vào, mọi người gửi vào. Thế là tôi mới lập một cái quỹ gọi là quỹ tâm linh từ thiện tâm vàng, tức là để nó không nhầm với những cái quỹ khác. Và tâm linh đó là cái mảng này là làm về tâm linh, và cũng làm cả từ thiện nữa. Bởi vì có những gia đình liệt sĩ, khi tôi đến tôi báo tin là tìm thấy mộ, họ cười xong rồi họ khóc. Họ khóc vì họ không có tiền để đi mang mộ về. Và bây giờ ví dụ đến nhà, đến nơi nào thương binh liệt sĩ khó khăn, chất độc màu da cam, hay người nghèo khổ, rồi những người không có tiền đi đưa mộ về, tôi sẽ trích cái quỹ đó ra
tôi cho vào đấy. Và bây giờ tôi ngăn bàn của tôi là như một cái két ấy, rất thú vị. Ai đưa bao nhiêu mừng à, tức là cảm ơn tôi gì, nhận hết tôi cho vào đây. Thế xong bắt đầu mỗi lần đến cái cần phải đi làm thì tôi mời một vài ba cô bạn cùng nhóm quỹ với tôi. Chúng ta cùng ngồi bắt đầu cắt phong bì. Mà cuối năm ngoài chúng tôi cắt phong bì chúng tôi thu hoạch được những hơn 200 triệu cơ. Đấy, tức là từ tháng 2 cho đến tháng 10 khi đi ủng hộ miền Trung mà chúng tôi được hơn 200 triệu. Thế là tôi mua 20 tấn gạo, rồi thuốc men các thứ. Tôi vận động kể cả bộ đội biên phòng Hà Tĩnh, bộ đội biên phòng Quảng Bình, rồi trường Đại học Y Hà Nội, Đài Truyền hình Việt Nam, tất cả mỗi người phụ trách một mảng. Và sau đó thì tôi cũng vận động được 1 tỷ để xây dựng nhà cho những cái người. Tiền cá nhân của tôi là hơn 200 triệu, nhưng mà tiền mà vận động mọi người cũng được 1 tỷ để xây dựng cho đồng bào sau lũ. Đấy là cái cách để tôi làm giảm stress và chống lại những cái tin đồn. Nhưng mà tôi cũng rất là may, tôi cảm ơn Phật Pháp, là tôi cảm ơn cái đức tin và Đức Phật đã giúp cho tôi vượt qua tất cả những cái đó. À, còn câu chuyện này, chuyện đầu thai là có thật không? Nếu có thì điều kiện để được đầu thai như thế nào? Có một câu chuyện này mới tinh. Tức là hôm tôi đi lên chùa Dược Thượng, tôi làm lễ cầu siêu. Thì là làm lễ đàn dược sư 7 ngày với thầy Giác Như Hải Hòa, vì tôi cũng dâng một pho tượng dược sư ở trên đấy bằng đá đen. Thế thì tự nhiên tôi mới thấy, tức là có một cháu bé, con của một cậu làm ở cảnh vệ K10 ấy, thì tự nhiên nó bị một cái bệnh. Cháu hơn 2 tuổi rồi mà vợ chồng nhà này thì 5-6 năm mới có con. Bác sĩ người bên Pháp thì bảo là không sao, bác sĩ Việt Nam thì bảo đấy là u ác tính và cháu sẽ bị tái phát và chết bất cứ lúc nào, bởi vì cái u đấy là chỉ cắt bán phần thôi. Thế thì em rất buồn và em mới đọc được trên báo có nói rằng là ung thư cũng là do các vong nó làm nên. Thì em đến em hỏi tôi, thì tôi bảo là thôi bây giờ như này, đúng là con em thì chị có nhìn thấy một cái vong đi theo thật, và cái vong này là cái vong nó cố chấp. Tức là đây là một đứa trẻ, nó oán thán cuộc đời, nó sinh ra được có hơn 2 tuổi thì nó chết, và nó cố tình để nhanh được luân hồi. Thì cái nhà này không có con mới đi cầu đi xin, nhưng mà tự nhiên nó lại nhảy vào được cái gia đình nhà này. Và nó chỉ nhảy vào để nó sống đúng cái thời gian nó đã sống của kiếp trước, để nó đi cho nhanh để lại được tái kiếp trở lại. Và cuối cùng thì thành ra cái đứa bé kia bị cái bệnh đúng của cái kiếp trước của nó, là cũng bị u não như thế. Thế thì hôm lên chùa Dược Thượng thì tôi mong em lên đấy để tôi khuyến dụ cái vong đấy để đi ra. Thế xong rồi khi tôi đang khuyên cái vong đấy ra thì thấy một thằng bé rất là xinh, khoảng 6-7 tuổi gì đó, đứng trước mặt. Bác ơi bác, con là Quân đây. Xong mình bảo, thế con là Quân, con nhà ai? Con là Quân đây, bác ơi, con sắp được về nhà con rồi. Con sắp được về nhà con, cho con về nhà con với. Mình bảo là bây giờ bác cho con về bằng cách nào? Thì bố tên là gì, mẹ tên là gì? Nó bảo, bố con tên là Giáp, mẹ con tên là Trâm. Và tôi thì bao nhiêu người đến nhờ làm sao tôi nhớ được. Nhưng mà tôi nhìn thấy cái mặt nó xinh xinh, tôi mới nhớ, à tôi chết rồi. Đúng hồi đầu năm có một cặp vợ chồng đến nhà tôi đưa một cái ảnh đứa con chết chưa được 100 ngày. Đấy, cháu sinh năm 2004 và cháu bị chết. Tự nhiên cháu kêu đau đầu rất nhanh và chỉ trong vòng độ khoảng, người ta bảo là chỉ chưa đến 2 tiếng người ta mất con, tức là chết luôn. Hỏi thì bảo ở trường cháu chỉ bị ngã nhẹ một cái nhưng không đập đầu xuống đất, mà cháu vẫn chết. Và cách đó vừa mới một thời gian thì ông cháu cũng chết đúng như thế, tức là chết rất nhanh. Ai đau đầu một tí rồi chết luôn. Thế thì bố mẹ đến khóc và mẹ cháu cứ khóc là chị ơi em bị cắt tử cung rồi, em được mỗi cháu thôi và bây giờ cháu chết rồi em biết làm sao. Thế thì mình mới bảo là thôi chịu khó cầu nguyện. Mà tự nhiên hôm đấy tôi lại buồn miệng tôi nói là đi cầu nguyện xong rồi nhờ người mang thai hộ để mà kiếm có một đứa con, chứ còn nếu mà cắt tử cung mà vẫn bình thường thì vẫn đẻ được mà, nhưng mà nhờ người mang thai hộ. Thì tôi cứ cầu nguyện cho bé Quân, chị bé xinh đẹp lắm như thế này mà linh hồn của nó mới chết mà nó đã sáng láng thế này thì chắc là nó quay về nhanh lắm đấy. Thì lúc đó thì tôi cũng không biết tự nhiên tôi lại an ủi người ta như vậy. Vậy xong rồi đến cái hôm mà tôi đi làm lễ cầu dược sư ấy, thì tôi mới nhớ ra thằng bé đấy, tôi bảo à có đúng không? Vậy thì hôm cháu đến nhà bác đâu mà, đúng rồi cháu đến nhà bác. Cháu, bố cháu là bạn của bác Hiến, thằng Hiến là thằng em tôi. Thế thì tôi không có số điện thoại của bố mẹ nó để liên lạc nữa cơ. Mãi sau tôi về tôi nhờ người này người khác, cuối cùng nối được với bố mẹ cháu. Thì bố mẹ cháu mới bảo, mình bảo là Quân nó bảo là nó chuẩn bị về nhà đấy. Thế là bố mẹ nó bảo trời ơi chị ơi, tự nhiên em nghe lời chị khuyên, em cầu nguyện cho cháu suốt. Và vừa rồi thì tự nhiên có một cô bé, cô tình nguyện, cô bảo là cô sẽ mang thai thay. Đấy, cô mang thai thay cho nhà em. Thế xong đến sau đấy thì được khoảng hơn một tuần sau, thì bắt đầu là hai tuần thì tôi cũng bảo thôi gia đình đi lên chùa Dược Thượng cúng, rồi lên chùa Phổ Linh ở Tây Hồ cúng đi, cúng cho cháu đi, xong rồi hướng cho Quân quay trở lại. Nó bảo bác ơi con quay lại được mà, con sẽ quay lại được, Bồ Tát bảo là con quay lại, con được về nhà bố mẹ con. Thế bảo ừ, thế thì con về bằng cách nào? Sẽ có cách, Bồ Tát bảo cứ làm đi, sẽ có cách, bố mẹ cứ làm đi, con đang chờ bố mẹ con. Vậy là đến
Khoảng một thời gian sau thì đúng cái đêm nó về, nó bảo bác ơi bác bảo bố mẹ làm đi. Thì hôm sau tôi mới gọi điện thế tưởng là làm cái gì, hóa ra là ra chỗ bác Tiến ở viện xe, tức là để làm cái việc đó là lấy chứng cái thứ ấy. Thì chị đó chị bảo ô chị Hằng ơi, bác sĩ vừa mới hẹn là ngày mai là ra để bác sĩ chọc chứng. Thế tôi bảo là vừa hôm qua Quân nó nói, thế là chị ta khóc, chị khóc và lên chị bảo là sao con em nó linh thiêng thế, đúng là ngày em được hẹn rồi, đúng đến cái ngày em phải làm. Thế xong hôm sau nữa thì cái hôm mà cấy phôi á thì nó lại về, nó bảo bác Hằng ơi cháu vừa ở trên chùa Dược Thượng về đây bản này, Quân này Quân suốt ngày Quân bám lấy bác, cái này bác không làm ăn được gì đâu, thế Quân định nói gì? Quân bảo chứ cháu sắp về nhà cháu rồi đấy, mai cô Hạnh cô ra. Thế thì mình hỏi chị kia, chị bảo à đúng cái con bé mà mang thai hộ nó tên là con Hạnh đấy. Thế thì chị bảo là đúng hôm nay cấy, thì khi cấy xong rồi thì rất là an toàn, rất là tốt. Xong mới cách đây được khoảng 2 hôm thì tôi với mơ thấy nó về, bắt đầu nó ôm, nó cọ hết vào má bên này, cọ vào má bên kia. Nó bảo là bác Hằng ơi cháu chào bác nha, cháu tạm biệt bác, cháu đi về nhà cháu đây. Buổi chiều hôm kia mẹ cháu gọi điện cho tôi, chị Bích Hằng ơi em mừng lắm cả nhà, em nhớ ơn chị. Tức là vừa đi siêu âm là tim thai khỏe vô cùng. Lần trước đi siêu âm không có tim thai, chị khóc lóc tôi bảo không có việc gì phải vội, đừng lo. Tất nhiên là được 2 tháng rồi, nhưng bởi vì cái thai này là của chị là cấy phôi, nó không bình thường như là cái thai mà người ta có thai tự nhiên. Cho nên chị cứ bình tĩnh, chị cứ chờ, chị cầu nguyện. Quân nó hứa là nó về mà, nó cứ bảo cháu về nhé. Thế là hôm vừa rồi nó, đêm trước rồi nó về, nó cọ vào má tôi, nó bảo cháu chào bác, cháu đi đây, cháu chào bác, Quân không về quấy rối bác nữa đâu. Thế xong ngay hôm sau nữa thì gần chiều tối là mẹ cháu đi bệnh viện về, cái dắt cái cô chữa thai đi về, gọi điện sung sướng, chị ơi tim thai khỏe lắm chị ạ, hôm nay có tim thai nhìn rõ lắm rồi, bao nhiêu bác sĩ chúc mừng gia đình em đấy. Và tôi bắt đầu chờ đợi. Thì Quân với tôi có một quy ước với nhau là thế thì sau này để làm cái gì để bác nhận ra Quân nhỉ. Xong cậu ấy cười, cậu chỉ, cậu bảo có một cái bớt, xin lỗi cả khán phòng là có cái bớt ở chim, cháu không cho bác xem được. thôi được rồi, hai bác cháu mình quy ước thế nhé. Rồi xong rồi thế sao đi đâu, xong nó bảo để cháu đi đến cái chỗ mà bác làm sao mà biết được. Thế thôi, thế là nó chào xong nó đi. Thì bây giờ chị nhắn tin cho tôi, trong điện thoại tôi vẫn còn đang lưu, chị Hằng ơi gia đình đang hồi hộp đón con sau 7 tháng nữa, thì sau hơn 7 tháng nữa sẽ được đón con trở về, tức là cả nhà em vui và lúc nào cũng như là chuẩn bị mở cửa để đón con về ấy. Đấy là cái trường hợp mà tôi nghĩ rằng hơn 7 tháng nữa thì mình sẽ có câu trả lời. Nhưng mà một người mà đã bị cắt tử cung cách đây gần 7 năm, thì nguyên một cái chuyện mà để mà cái lấy được chứng ra đã là cái chuyện rất là không tưởng rồi, lại còn nhiều chuyện khác nữa xung quanh. Đấy, còn một cái chuyện cái đầu thai nữa thì nếu nói ra thì dài lắm, nhưng mà đầu thai là có thật, mà tôi nhớ trong một câu chuyện nào đấy tôi đã kể trong một cái đĩa nào đấy. Ở quê tôi khi con chết thì bố viết tức quá, viết ngay một cái chữ sĩ lên trán, vì đẻ 9 lần 9 đứa con đều chết, cứ khóc một tiếng là chết luôn. Ông ấy bực quá đến đứa thứ 9 ông viết là một chữ sĩ lên trán, xong rồi ông ấy hắt cái đĩa mực cái tẹt một cái vào mặt, xong ông ấy gói lại ông đem đi ông chôn. Thì đến đứa con thứ 10 đẻ ra đứa con gái, còn 9 lần trước là đẻ con trai, thế là đều chết. Rồi đến lúc 60 cái năm như đấy, khoảng hơn 60 năm sau, thì trong một cái buổi tình cờ đi trời mưa buộc tóc cho bọn trẻ con, thế thì bà cụ nhà tôi bà mới vén cái trán nó lên, bà mới thấy cái chữ nho, bà bảo sao đứa nào lại đè em ra để viết chữ lên trán em thế này. Rồi cuối cùng là mới thấy ngay cái chữ ở trên trán, nó bảo không, nó lại kéo tóc xuống, nó không cho, đấy là tự nhiên mà có. Vậy là mẹ tôi về kể chuyện với ông nội bảo thế để thầy đến thầy xem. Thế rồi cuối cùng thầy xem, ông nội tôi về, ông nội tôi bảo thôi chết rồi, con cụ đồ tích rồi. Bởi vì ngày đó ông tôi là thanh niên, ông tôi chính là một trong những người đi chôn thay, chôn cái đứa bé đấy, thì viết cái chữ đấy vào mặt cái thằng bé đấy, chàm nó tét tét ra, đúng như người cầm cái mực tạt vào mặt nó, thì tất cả những cái vết mực của kiếp trước thì bây giờ nó thành những cái vết chàm. Nên cái chuyện đầu thai là có thật, nhưng mà còn đầu thai theo hình thức nào thì đã cả một câu chuyện dài. Đây có một câu là quý vị quan khách ngồi ở dưới thì theo dõi chương trình qua màn hình, muốn hỏi là có quỹ từ thiện không và mọi người muốn đóng góp. Thế thì tôi cũng xin nói một chút về cái quỹ từ thiện của tôi, tức là quỹ từ thiện gọi là quỹ tâm linh từ thiện Tâm Vàng, và sau đó dài quá thì tôi chuyển thành bây giờ gọi là quỹ từ thiện Tâm Vàng. Và đối tượng từ thiện của quỹ của chúng tôi
Đối tượng ưu tiên số 1 đó là những gia đình liệt sĩ mà có khó khăn, có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt. Đối tượng thứ 2 là nạn nhân chất độc màu da cam. Đối tượng thứ 3 đó là các cái thương binh, bệnh binh và những người có công với đất nước mà cũng gặp những cái hoàn cảnh khó khăn. Và đối tượng thứ 4 mà chúng tôi chú ý đến đó là những cái trẻ em mồ côi mà không có điều kiện để học hành. Đây còn cái câu hỏi này thì tôi sẽ trả lời: làm sao để các vong linh có thể siêu thoát ngay hoặc sớm trước sau khi qua đời? Vậy khi tất cả con người qua đời đều ở cõi âm phải không chị? Và họ ở đó nếu không có ai làm lễ cầu siêu thì họ vẫn ở đó hả chị? Đấy. Và những linh hồn lúc còn sống đã biết Phật Pháp và tu tập tốt, vậy khi linh hồn đã được siêu thoát rồi thì những linh hồn này có những trạng thái ra sao? Cái siêu thoát ở đây ấy, đó là cái sự siêu thoát về tư tưởng. Và có người thì cứ quan niệm rằng siêu thoát là thôi coi như không bao giờ về gặp con cháu nữa. Nhưng không phải như thế đâu. Tức là siêu thoát là như thế nào? Tức là như câu chuyện tôi kể cái chị Dung đó đấy, hoặc là cái chị Bình mà tôi kể, đấy là siêu thoát rồi đấy. Tức là khi người ta siêu thoát là người ta thoát tục, người ta thoát khỏi những cái suy nghĩ rất là tầm thường. Người ta thoát khỏi suy nghĩ tầm thường, thoát khỏi cái thể xác tầm thường của người ta. Người ta thoát về cái tư tưởng, tức là người ta là ở trên một cái bậc trên và ở trên người ta nhìn xuống. Đấy, đấy là cái sự siêu thoát. Còn cái việc làm thế nào để cho họ siêu thoát nhanh, ví dụ chúng ta hiểu Phật Pháp, chúng ta có đức tin và chúng ta tu tập ngay từ lúc còn sống, thì đấy là chính là cái mà chúng ta tạo cái phương tiện cho chúng ta để lên cái con đường siêu thoát nhanh nhất. Thế còn cái việc cầu siêu và cái việc siêu thoát của mọi người thì mọi người cứ hình dung như thế này này. Để đi từ điểm A đến điểm B, tức là đi từ Sài Gòn xuống Củ Chi đấy, hoặc là đi từ Sài Gòn Hà Nội, nó sẽ có rất nhiều phương tiện. Người ta đi bộ như các chiến sĩ hành quân rồi cũng sẽ đến nơi. Có thể đi bằng xe đạp rồi cũng đến nơi. Đi xe máy đến nơi, đi ô tô cũng có thể đến nơi, và thậm chí đi máy bay. Thế thì cái vấn đề làm lễ ở đây là như này. Cầu siêu thì là chúng ta cho thêm người ta cái phương tiện. Để đi từ Sài Gòn ra Hà Nội, đi bộ mãi cũng sẽ tới thôi. Thế nhưng để cho người ta đi nhanh hơn thì chúng ta sẽ tạo điều kiện phương tiện bằng cái ô tô hoặc cái máy bay. Máy bay thì chỉ bay hết có hơn 1 tiếng, ô tô thì chỉ hơn 2 ngày là tới. Đấy, cho nên cái việc chúng ta làm lễ là tạo thêm phương tiện thôi. Còn cứ để cho người ta tự tu tập để người ta siêu thoát, người ta cũng tự tu tập được. Tức là người ta cũng tự để mà tìm cách để người ta siêu. Nhưng cái quá trình đó nó sẽ chậm hơn một chút. Nhưng mà chưa chắc những cái người được cầu siêu đã siêu nhanh bằng những người họ tự tu tập đâu. Đấy, tức là họ tự tu tập được và ngay từ trong ý thức hệ của người ta rồi, ngay trong tâm của người ta có ý thức về chuyện đó thì người ta rất là nhanh. Tức là vấn đề quan trọng là người ta nhìn nhận vấn đề. Tức là khi mà chưa siêu thì nhìn, tôi phải luyến tiếc cái thể xác, tôi phải giữ lấy cái mộ này. Đấy, phải chôn cho tôi và làm xây mộ thật to, thật đẹp thì mới được. Nhưng khi người ta đã siêu rồi, chuyện đấy rất thanh thản, rất nhẹ nhàng, không quá quan trọng. Và cái thân trung ấm trở thành một cái gì đấy, tức là cát bụi trả về với cát bụi. Còn quan trọng là cái phần linh hồn. Và khi đã siêu thoát rồi chỉ có một hướng đi lên thôi. Chỉ mở hướng đi lên. Và tôi rất là hy vọng tôi sẽ cho phổ biến, và thậm chí tôi sẽ ấn tống miễn phí luôn về cái cuốn sách về cõi vô hình của tôi khi tôi nghiên cứu xong. Dạ, kính thưa thầy Tâm Hải, kính thưa quý thầy và chị Bích Hằng và các vị quan khách có mặt ngày hôm nay. Đại diện Mandala Hiền Lương xin cảm ơn quý vị đã có mặt ngày hôm nay và ủng hộ chương trình Chất lượng cuộc sống. Nhân tiện đây thì cũng đặc biệt cảm ơn chị Bích Hằng đã không quản ngại đường xa đã đến đây chia sẻ với lại quý vị quan khách đây những cái kinh nghiệm rất là hữu ích của chị, đại diện của Mandala. Tụi em kính gửi tới chị một tượng Đức Phật Mẫu Tara. Ngài là hóa thân của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, Ngài thì hiện để mà cứu độ chúng sinh và về sức khỏe thịnh vượng và tất cả những cái ước nguyện cầu chúc cho chị cũng được những cái hoàn thành những cái tâm nguyện như chị đang có và chị đang mong muốn. Dạ, xin cảm ơn chị. Nguyện